Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi công chức. À, xin mời các em đang ở trên mạng chúng ta vào lớp để thầy trao đổi các nội dung ôn tập trong kỳ thi công chức. Thì hôm nay thầy buổi học hôm nay thầy đặc biệt hướng tới với các bạn ôn thi ở viên chức ở Phú Yên. Thì xin mời các bạn đang ở trên lớp thì chúng ta sẽ vào lớp để thầy hướng dẫn các nội dung ôn tập. Thì hình thức thi của các bạn ở Phú Yên là chúng ta theo hình thức tự luận. Với chúng ta thấy là chúng ta sẽ thi vào các nội dung trong khung tài liệu ôn tập đó là các văn bản của luật cán bộ công chức năm 2008 rồi nghị định số 24 năm 2014 của chính phủ ở quy định về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương rồi chúng ta sẽ học tới luật mà ban hành văn bản quy phạm pháp luật 210 năm rồi nghị định số 34 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết về một số điều và Uh, biện pháp thi hành luật uh, văn bản quy phạm pháp luật. Rồi chúng ta cũng học các câu hỏi tự luận liên quan đến luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, rồi nghị quyết số 30C của chính phủ ban hành chương trình uh, cải cách tổng thể cải cách chính nhà nước giai đoạn 2011 120 Rồi chúng ta cũng sẽ có các câu hỏi trong nghị quyết số 76 của chính phủ uh, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết uh, 30C của uh, thì nội dung tiếp theo là chúng ta sẽ học các câu hỏi trong quyết định số 225 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 rồi nghị quyết số 17 của Chính phủ ban hành ngày 7 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng 2025 rồi chúng ta cũng sẽ học các nội dung trong câu hỏi của luật tiếp công dân 213 rồi nghị định số 64 2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật tiếp công dân. Rồi chúng ta sẽ học à, liên quan nội dung của luật lưu trữ 211 rồi nghị định số 110 2004 của chính phủ về công tác văn thư rồi nghị định số 09 năm 2010 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 110 về công tác văn thư rồi chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi của thông tư số 01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và văn bản cuối cùng chúng ta sẽ học đó là quyết định số 48/2016 của Ban Nhân dân tỉnh Phú yên ban hành về quy chế làm việc của Ủy ban Nhân tỉnh thì đó là những nội dung trong giới hạn ôn tập của các bạn là ôn thi vào vị trí hành chính văn phòng thi ở Ủy ban dân tỉnh Phú yên thì thầy muốn trao đổi với các em liên quan các nội dung ôn tập với bộ đề cương và tài liệu thì khi các em đăng ký học chuyển khoản cho thầy thì thầy đã gửi cho các em các cái tài liệu ôn tập rồi liên quan đến đề cương câu hỏi thì hôm nay thầy sẽ buổi đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách thức cấu trúc làm bài thi tự luận với môn luật để chúng ta thi viết sao nó phù hợp với nội dung kiến thức và đáp ứng và sau đó thầy hướng dẫn các câu hỏi trong bộ đề cương câu hỏi mà thầy đã gửi cho các em thì xin mời các em lắng nghe nội dung các phần trao đổi của thầy về hướng dẫn cách viết bài thư tự luận uh, môn luật trong phần thi này và thì uh, chúng ta thấy được ở đây nội dung mà chúng ta cần quan tâm đó là chúng ta phải định hình trước uh, khi viết uh, là chúng ta phải bám sát vào nội dung được giới hạn em nhé và giới hạn trong môn học đã được chuẩn bị uh, như các cái giới hạn về tài liệu mà thầy vừa trao đổi với các em đấy chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ các cái tài liệu theo giới hạn từng văn bản À, rồi tham gia có thể tìm hiểu thêm tham khảo thêm các cái tài liệu trên mạng nữa rồi chúng ta phân theo các cái danh mục các cái tài liệu mà chúng ta ừ. sẽ có chúng ta từ các văn bản luật rồi nghị định thông tư để chúng ta dễ tìm kiếm và trong đó chúng ta đã có cái đề cương câu hỏi mà thầy đã gửi cho các em thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ sẽ dễ dàng học nhá nội dung ôn tập và bám sát vào cái nội dung đó thì chúng ta sẽ dễ dàng ôn tập và đạt hiệu quả các em nhé. đó thì chúng ta phải bám sát theo đúng cho trước khi viết chúng ta định hình. Đấy, chúng ta phải phải định hình được là uh, gì? được về 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 nội dung ôn tập các cái tài liệu sẽ có mà mà chúng ta phải 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 bám sát vào đó như thầy đã đã trao đổi với các em. sau đó thì với các cái tài liệu đó thì chúng ta phải nghiên cứu và chúng ta phải dành thời gian đọc hiểu đúng không ạ? hình thành nên tư duy logic và xác định kiến thức mà chúng ta lạc vào được vào hệ thống kiến thức liên quan đến nội dung các cái văn bản đó em nhá theo sắp xếp dụ của luật cán bộ công chức viên chức như nào luật lưu trữ như thế nào đúng không đấy thấy rồi luật uh, tổ chức quyền địa phương như thế nào đó thì chúng ta thấy cũng sắp xếp cho nó hệ thống uh, rất là quan trọng rồi đấy là trong khi viết mà chúng ta để ôn tập uh, ôn tập đấy trong khoa khi trình viết là chúng ta ôn tập để chúng ta phải hình thành lạp các kiến thức à, theo đúng các cái tài liệu ôn tập thứ hai nữa là cái trong khi viết khi mà chúng ta vào phòng thi thì chúng ta yêu cầu là chúng ta phải đọc kỹ đề bài rồi chúng ta tìm ý xác định cái vấn đề mà yêu cầu đặt ra là gì đó là lêu đó là trình bày hay là phân tích đúng không ạ thì chúng ta thấy là chúng ta phải xác định được cái nội dung câu hỏi trong khi viết khi mà xác định được rồi các ý rồi trong khi viết rồi thì chúng ta bắt đầu lập dàn ý đập giảm ý nó bám sát theo đúng câu hỏi đó đúng không nó nắm đúng trọng tâm để triển khai các ý cho nó hợp lý bao quát những nội dung chủ yếu đúng không Đấy, tránh cho cái tình trạng mà xa đà lập ý rồi chúng ta thấy là chủ động được cái thời gian bài làm bài đảm bảo tính cân đối giữa các phần thường với các bài thi tự luận thì từng địa phương quy định chúng ta thấy từ 150 phút đến 180 phút đó để chúng ta viết thì cân đối số lượng câu nó rất là quan trọng À, đấy là, là ta thấy định hình được như vậy đấy trong khi viết đầu tiên thầy nhắc lại là chúng ta định hình được là chúng ta phải làm các nội dung kiến thức ôn tập theo giới hạn ôn tập đúng không theo bộ đề cương câu hỏi thứ hai là trong khi viết đây được hiểu và cho xác định được rồi trong quá trình làm bài khi chúng ta nhận đề thi thì chúng ta phải xác định tìm ý gạch các ý ra trên cơ sở lập dàn ý đầy đủ để tránh gì tránh tránh xa đà viết nan man rồi lập ý gọi là sót ý em nhé rồi trong khi viết nữa là chúng ta phải đảm bảo yêu cầu là chúng ta duy trì tốc độ viết. Đấy đảm bảo cân đối thời gian các ý phân tích cũng như các câu trong câu. Đấy, số lượng câu hỏi. Đấy, có thể tùy theo nó theo khoảng 3 đến 4 câu tùy theo số lượng câu để chúng ta sử dụng hiệu quả toàn bộ cái thời gian mà họ đã cho đúng không ạ thì chúng ta duy trì tốc độ viết thì để sao để tạo được cái tốc độ viết này thì chúng ta phải có gọi là văn ôn vô luyện thì cái thời gian mà chúng ta ôn tập này chúng ta được thầy cho các bộ đề đó thì chúng ta, ta thực hành nhận được câu hỏi thì chúng ta làm sao thực hành viết để quen quen tay rồi chúng ta khi nghe như thầy giảng xong thì các em có thể nghe cái nội dung kiến thức đó và chúng ta viết lại đúng không Đấy, viết mỗi cảnh viết vừa rèn tốc độ viết cũng là mỗi lần là chúng ta gì được học thêm kiến thức đấy chúng ta thấy cũng là mỗi lần viết đó cũng là một lần học đấy thì chúng ta duy trì tốc độ viết em nhá để đảm bảo cân đối về thời gian các ý phân tích đấy để cân đối nhé chúng ta phải sử dụng hiệu quả cái thời gian mà họ cho à, tránh cái việc chúng ta khi không làm được cái dàn ý chúng ta à, nhớ nhớ nọ ý nọ ý kia soạn ý xong là đảm bảo các cái câu mà chúng ta viết câu thì ngắn câu thì dài nó không đảm bảo được nội dung kiến thức bao hàm và chúng ta sẽ không đạt điểm cao Đấy thì chúng ta uh, để chạy để, để giúp cho cái việc viết duy trì tốc độ thì một là chúng ta phải rèn luyện thường xuyên cách viết khi trong quá trình ôn tập hai là khi chúng ta đã có nội dung trả lời của thầy chúng ta viết đi viết lại viết nhiều lần mà cũng là mỗi lần viết là một lần học và chúng ta làm sao quá trình uh, chúng ta thực hành nhiều nó quen như vậy để giúp chúng ta trong quá trình thi thì các em có được cái tốc độ viết đều rồi chúng ta phân bổ thời gian cho các câu để viết cho hợp lý và trong khi viết nữa thì chúng ta phải lưu ý cái việc là chúng ta phải viết hành văn, văn phong hành chính các em nhớ. Đấy không dùng các câu cảm thán, đấy chúng ta không dùng văn nói ở đây mà cách viết chúng ta thấy phải được rèn luyện. Chúng ta viết với văn phong hành chính. Đấy, với các câu mà có sự liên kết với nhau bằng các từ nối rất là quan trọng và hoặc đúng không? Đấy, những cái lập luận rất là chắc chắn chúng ta phải đưa ra cách viết chúng ta với những nối văn diễn dịch hay là quy lạc đó thì chúng ta thấy các câu nó phải đủ thành phần trong câu Nó phải có chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, động từ Tránh những câu lực đúng không? Câu thiếu thành phần Đấy chúng ta sử dụng những câu ngắn đúng không? Đấy thiếu thách phần câu như thầy nói Thiếu chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, động từ Rồi uh, biết viết thành những câu vô nghĩa Đấy chúng ta thấy là chúng ta phải hình thành cách viết rất quan trọng Đấy là những nội dung và thấy rất là rõ trong khi viết Và hình thức nữa với viết thì chúng ta yêu cầu cần viết chữ to ra Rõ, hạn chế tẩy xóa trong bài viết em cái điều này rất lưu ý chúng ta rất quan trọng mà thầy thời gian vừa qua thầy dạy các bạn ôn thi viên chức ở Hà Nam ở Hòa Bình với hình thức thi tự luận thì các bạn áp dụng rất tốt cái cách thức này đó chúng ta thấy là chúng ta cần viết chữ nó to đúng không rõ đúng không hạn chế tẩy xóa trong khi mình viết to làm sao chúng ta thấy là để các sau đó thì chúng ta thấy là là các các thầy cô chấm chúng ta thấy nó dễ dàng hơn rất nhiều chữ nó lý nhí thực sự là rất là khó đúng không? còn người ta cũng không về hình thức họ cũng không thiện cả. À, to rõ ra thì nó dễ đọc và nó thuận lợi cho những nội dung chúng ta viết. To rõ thì chúng ta thấy là giáo viên người chấm người có căn cứ để chấm được các em cả một cái bài dài như thế chúng ta chỉ viết một mặt hai mặt thì chúng ta thấy rất là khó đúng không? Đấy, và hạn chế tẩy xóa à, chúng ta để hạn chế được điều đó thì cái khâu nộp dàn ý trước khi chúng ta nhận bài thi chúng ta dành 5 đến 10 phút chúng ta gạch ra các ý chính sẽ có để chúng ta tránh cái việc chúng ta cứ nhớ theo cái nhớ từ đầu đúng không? từ đầu mà không nhớ được là từ sau là bí luôn và chúng ta tránh được sót ý thì chúng ta lên lập đoàn ý để hạn chế tẩy xóa Hay xóa nhiều quá sẽ liên quan đồng chí là sẽ nghi ngờ là đánh dấu bài thi thì các em cũng phải lưu ý đấy từ cái nhỏ thầy muốn có một cái buổi đầu hôm nay hướng dẫn cho các em về cái cách thức viết bài thư tự luận những lưu ý để chúng ta tránh được và sau đó thầy sẽ có các cái câu một bài tập ví dụ về cách thức làm để cách viết như thế nào để chúng ta ta làm tốt một bài thi tự luận môn luận, các em nhá đó thì thầy thế là là cái quy trình đầu tiên đó là trong khi viết mà thầy thầy nói với các em đó thì chúng ta phải lưu ý nhớ lại các nội dung mà thầy vừa nghĩa là các nội dung trao đổi trước khi viết trong khi viết thì thầy nhắc lại với trước khi viết là chúng ta phải bám sát nổi nội dung ôn tập đúng không theo giới hạn ôn tập của từng địa phương từng vị trí việc làm của mình đúng không ạ chúng ta phải nạp được các cái kiến thức À, hiểu được cái nội dung chúng ta thi vào vị trí nào thì chúng ta nắm vững các nội dung vị trí đó các văn bản pháp luật đó thì chúng ta phải có từ ngữ chúng ta thông đúng không các văn phong các từ ngữ trong đó nó phù hợp với từng vị trí việc làm đó thì chúng ta thấy rất là rõ à, là như vậy đấy là trong khi trước khi viết chúng ta phải làm được cái điều là chúng ta ta, ta đây là trong trước khi viết là chúng ta ôn tập còn trước khi viết khi nhận đề thi thầy nhắc lại thì chúng ta phải là đọc kỹ đề bài rồi nộp toàn ý để tránh sót ý các em nhé bước thứ hai nghĩa là quy trình thứ hai thế là trong khi viết như thầy nói là phải đảm bảo có duy trì tốc độ viết thì để có được tốc độ viết thì chúng ta phải thực hành thường xuyên đấy tránh lâu không viết chúng ta sẽ mỏi tay rồi chúng ta phải viết theo văn phong hành chính đấy, tránh những câu cảm thán câu vô nghĩa các câu nó có sự liên kết với nhau đấy các câu nó phải đủ thành phần câu và viết nữa là chúng ta phải để ý là cái gì cái cần to rõ Đấy, hạn chế tẩy xóa trong đề bài cái bước cuối cùng cái quy trình cuối cùng chúng ta thấy trong khi làm các bài thi tự luận thì chúng ta thấy đó là uh, sau khi viết thì sau chúng ta phải làm điều gì thì chúng ta cần, cần có thời gian chúng ta cần đọc lại toàn bài rồi chúng ta ra soát cả lỗi chính tả lỗi văn phong trong câu viết rồi giả soát các uh, các phần mà chúng ta uh, đã viết rồi về nội hành văn câu cú Nhưng mà để chúng ta tránh cái việc này là tốt nhất À, để tránh cái việc mà chúng ta phải giả soát lại lỗ chính tả hay lỗ hành văn thì cái khâu lập thần ý như thầy nhắc lại là rất quan trọng để tránh cái việc này cái hạn chế này thôi đúng không quan trọng nhất là sau khi viết là chúng ta giả soát lại toàn bộ đầu bài đấy, chúng ta nên dành thời gian như vậy các em nhé đấy là thầy nói về cái, cái cái quy trình như vậy nó có để chúng ta viết với cái bàn tự luận môn luật để đạt kết quả cao mà thầy đã hướng dẫn trong thời gian vừa qua các bạn đã học tập ở Hà Nội các bạn thi khối công chức, khối đảng, chính quyền địa phương từ cấp thành phố, cấp quận, cấp xã vâng thi ở vòng 2 ôn tập hành thi viết thì thầy đã hướng dẫn và các bạn đã thi thì đạt kết quả cao hoặc là các bạn vừa rồi thi viên chức ở Hòa Bình ở Hà Nam thầy cũng đã hướng dẫn thì chúng ta cần nắm bắt được thầy muốn một buổi thầy nhắc lại buổi đầu như thế này để hướng dẫn cho các em cách cách viết định hình cách viết văn phong viết cách viết hình thức như thế nào em nhé tiếp theo chúng ta đi vào cái cấu trúc của một bài viết thì chúng ta các em học văn thì các em biết rồi nó cấu trúc của một bài viết luật thì nó phải là theo hình thức là gì mở bài thân bài và kết bài chúng ta không lên một cái gì nó viết nó nó, nó không có quy trình nó không có các bước đầy đủ dẫn nhập vào đấy là phần mở bài rồi thân bài chính là nội dung ý chính chúng ta muốn được lêu ra muốn được phân tích chẳng hạn hay trình bày chẳng hạn và kết bài là chính là phần tóm lại thì nó sẽ đánh giá cao những bài thi mà có đầy đủ 3 phần mở bài, thân bài và kết bài thì thầy sẽ hướng dẫn các em từng bước ở với cấu trúc bài đầu tiên là mở bài thì chúng ta phải bám sát đúng vào đề bài câu hỏi đưa ra nhá. Đấy, câu hỏi là trình bày các nguyên tắc trong quản lý công chức chẳng hạn, các nguyên tắc đúng không? Thì chúng ta phải đi vào đúng trọng tâm như vậy. Thì chúng ta cái đề bài đưa vào dẫn nhập vào chúng ta ngắn gọn thôi, viết nó thể 4 đến 5 dòng thôi, không viết quá dài lan man hoặc là quá ngắn. Đấy, xúc tích làm sao nó để theo đúng yêu cầu của đề bài đưa ra và chúng ta sau đó nó dẫn nhập để vào cái phần mà mà nêu cho cái phần thân bài đúng không ạ còn phần thân bài chúng ta phải nêu được trình bày được các khái niệm liên quan đến các cái vấn đề mà chúng ta yêu cầu phân tích hoặc trình bày Đấy, đúng không à, từng nội dung phân tích các nguyên tắc đúng không à, trong quản lý công chức cán bộ công chức chẳng hạn Đấy thì chúng ta phải đi vào lêu khái niệm nguyên tắc là gì, cán bộ công chức là gì thì chúng ta thấy sau đó thì chúng ta mới đi vào nội dung tiến hành phân tích hoặc trình bày đấy, từng các nguyên tắc, từng vấn đề mà đề bài yêu cầu các em nhé. Đấy thì chúng ta phải làm các bước như thế. Và trong cái các cái bài làm thì phần này chúng ta phải lêu được chúng ta từng nguyên tắc đó hoặc là từng nội dung đó chúng ta cần có những cái liên hệ thực tiễn, đấy, những dạng câu hỏi liên hệ thực tiễn thì các em cũng biết rồi, đúng không ạ? thì chúng ta những cái câu hỏi này nó ăn điểm khá nhiều và dĩ nhiên bên cạnh đó cũng gây khó khăn cho rất nhiều bạn đúng không ạ thì chúng ta để liên hệ thực tiễn thì nó tùy từng câu hỏi thì chúng ta quan trọng nhất là phải giới được sơ lược về cơ quan địa phương mình đang công tác còn trường hợp mà các em hỏi là em bây giờ chưa công tác ở đâu cả thì liên hệ thế nào thì bây giờ chúng ta giả định chúng ta đặt giả định chúng ta ý định vào một đơn vị nào đó tuy nhiên chúng ta đi làm thì ta không trong bài thi chúng ta không nêu rõ là em đang làm ở ủy ban nhân dân phường nọ phường kia hay quận nọ quận kia huyện nọ quyển kia tỉnh nọ tỉnh kia bộ nọ bộ kia cả và chúng ta thì cần nêu rõ như thế tiến đây là chúng ta giả là, à, là tại cơ quan tôi đúng không thì người ta cũng không 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 xét lét hay cái gì việc đấy đúng không nhưng mà chúng ta phải chứ không phải đi thi người ta nói phần thực tiễn là em lại bảo là là, em chưa đi làm ở lâu cả thì chúng ta thấy là tự đồ đó người ta chưa đánh mà mình đã khai rồi đấy, người ta rất cần những người phải có hiểu biết chưa có thì chúng ta phải tự tìm hiểu đúng không ạ thì chúng ta có ý định vào một đơn vị nào đó chúng ta giả định nắm bắt được các thông tin của cơ quan đó các em nhé còn đặc biệt các bạn mà đi làm rồi thì đấy cũng là một lợi thế cho các em thì chúng ta giới thiệu sơ lược về số lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đúng không về có thể nơi mình đang công tác đấy rồi chúng ta thấy địa phương của mình Đấy, có thể là, khó nữa có thể là đây là cơ quan hoặc là có thể là nơi mình đang sinh sống nó phù hợp tùy theo từng nội dung câu hỏi Các em nhé có thể liệu địa phương cái thể cái nội dung câu hỏi nó sẽ gắn địa phương nơi chúng ta sinh sống thì chúng ta ta lấy nó hai linh hoạt một là nơi cơ quan chúng ta đang công tác ở cơ quan công tác hai là nơi địa phương chúng ta đang sinh sống thì nó tùy theo nội dung câu hỏi thì cái này nó sẽ phủ trong các câu hỏi mà thầy sẽ hướng dẫn cho các em đó mà chúng ta phải bám sát được các cái nội dung liên hệ nó gắn với phần lý thuyết để liên hệ vào những cái hoạt động tại cơ quan đó tại địa phương đó nhá Đấy, để chúng ta rút ra được những cái ưu nhược điểm rất là quan trọng đó và ưu nhược điểm chúng ta lúc nào phải nêu được cái điểm ưu đúng không những thành tích thành tựu thì bao giờ có hạn chế yếu kém đúng không và chỉ ra từ đó thì bao giờ những thành tựu nguyên yếu kém nó có những nguyên nhân Đấy, chúng ta phải chỉ ra những nguyên nhân của nó nguyên nhân thì có sẽ nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan đấy thì chúng ta thấy nguyên nhân khách quan thường bao giờ là sự bất cập về văn bản liên quan đến việc tổ chức bộ máy hoặc quản lý nhà nước của cấp trên thế còn với nguyên nhân chủ quan thì bao giờ nó thường gắn với chất lượng cán bộ công chức đúng không rồi tinh thần trách nhiệm xa sút đạo đức hiểu biết pháp luật rồi mất đoàn kết thế em nhá thì chúng ta phải lưu ý rồi, chúng ta nêu ra được những cái thành những ưu điểm nhược điểm thì chúng ta cũng phải chỉ ra được những nguyên nhân uh, khách quan đúng không chủ quan đấy thì chúng ta uh, nguyên nhân khách quan đây chúng ta hiểu bao giờ là uh, gắn với gì ạ với bất cập cái sự bất cập và văn bản liên quan rồi sự thiếu sót của tổ chức bộ máy hoặc là quản lý của nhà nước cấp trên rồi nguyên nhân chủ quan nhá thì chúng ta phải đề cập được là chất lượng đội ngũ công chức đúng không rồi tinh thần cán bộ công chức đấy rồi tinh thần trách nhiệm rồi sự xa suốt đạo đức đúng không hiểu biết pháp luật mất đoàn kết rồi sự ảnh hưởng đến cơ chế của thế, chúng ta thấy rất rõ mất đoàn kết trong nội bộ đấy đúng không và sau đó thì chúng ta đưa ra các giải pháp hoặc là biện pháp để khắc phục các biện pháp giải pháp này luôn gắn với những cái nguyên nhân đó các em nhé đấy nó phải đi khớp với nhau tránh là nêu chúng ta nêu nguyên nhân này chúng ta đưa ra giải pháp khác khác và bám sát từ cái hạn chế đúng không từ cái nguyên nhân và đưa ra giải pháp nó phù hợp các em nhé đấy là phần thân bài chúng ta phải nêu được các nội dung mà thầy đã nói với các em rồi sau đó là phần kết bài là chúng ta đánh giá chung về các vấn đề của đề bài yêu cầu chúng ta thường dùng các từ tóm lại đúng không trên đây là các nội dung hay nào đó chúng ta phải cái phần những từ như vậy vậy nữa là chúng ta lêu được ý nghĩa và hiệu quả của các vấn đề này nó thể hiện trong từng hoạt động thực tiễn như thế nào và chúng ta lưu được ý nghĩa và hiệu quả nó tác động như thế nào đúng không nó hiệu quả các vấn đề rồi chúng ta đề xuất các biện pháp trong thời gian tới thì chúng ta phải lêu lưu bật được như vậy các em nhé thì cái 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 đấy nó rất là quan trọng đấy. thì chúng ta phải phải xác định được các cái nội dung đấy, là như vậy thì đấy là cái phần cấu trúc đề bài như thầy nói để viết một bài và một bài thi thì chúng ta phải viết theo hình thức là mở bài thân bài kết bài đó tránh là khi người ta nêu một câu hỏi trình bày hay phân tích thì chúng ta đi thẳng vào luôn đấy, nó nó dụ người quy định về luân chuyển với cán bộ công chức và viên chức thì chúng ta chỉ nói là đây là nội dung của luân chuyển như này như thế này thì là chưa đủ chúng ta phải nêu được khái niệm về luân chuyển cán bộ công chức như thế nào, cán bộ công chức là gì, ra dẫn nhập và tại sao cái sự cần thiết phải luân chuyển cán bộ công chức viên chức hay là biệt phái viên à, công chức chẳng hạn đúng không? thì chúng ta phải 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 dẫn dắt vào như vậy đấy chứ để nó cảm thấy là sự ăn khớp với nhau người ta đọc cảm thấy đâu đó là nó, chúng ta có tư duy logic đúng không? nó liên kết với nhau nó liền mạch như vậy thì các em nhớ của bài viết chúng ta phải có phần mở bài để giúp dẫn nhập vào phần thân bài đó rồi thân bài chúng ta phải lêu được các các trình bày các ý chính của nó đúng không tùy theo từng dạng câu hỏi và chúng ta sẽ có những phần liên hệ thực tiễn với từng nguyên tắc với từng nội dung như thế và trong liên hệ thực tiễn thì chúng ta phải bao quát được các nội dung đúng không và bám sát với từng nội dung trong đề bài đó và chỉ ra được các nguyên nhân ở những thành tựu hạn chế ưu điểm nhược điểm đúng không rồi nguyên nhân chủ quan khách quan và đưa ra các giải pháp các em nhé đấy là các trình bày và cuối cùng là phần kết luận thì chúng ta phải tổng hợp lại tất cả các nội dung và các ý trên để người ta người đọc người chấm họ thấy được mình có tư duy bao quát toàn bộ các nội dung đó thì thầy sẽ cho làm một làm ví dụ để hướng dẫn cho các em với một dạng bài à, để chúng ta thấy được họ sẽ nêu ra một đề bài như sau là anh chị hãy phân tích nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam sự quản lý của nhà nước trong công tác quản lý công chức quy định tại khoản 1 điều 5 của luật cán bộ công chức 2008 niên hệ thực tiễn, nguyên tắc này ở cơ quan tổ chức đơn vị anh chị đang công tác. Em nghe rõ câu hỏi chưa? Câu hỏi để thầy làm ví dụ để hướng dẫn cho các em Đó là gì? Anh chị hãy phân tích nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của nhà nước trong quản lý công chức quy định tại khoản 1 điều 5 của luật cán bộ công chức uh, 2008. Rồi nữa là liên hệ việc thực hiện nguyên tắc này ở cơ quan tổ chức đơn vị anh chị đang công tác thì để làm câu hỏi này thì chúng ta phải xác định rõ như thầy nói rồi đấy là trước khi viết chúng ta nhận thấy đề bài đấy thì chúng ta phải xác định được các yêu cầu đề bài là gì chúng ta phải tìm ý ra tìm ý ở trong câu hỏi này chúng ta phải trình được bày được là có là các nguyên tắc quản lý cán bộ công chức đúng không à, thì chúng ta thấy trong đó có nguyên tắc là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng về 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 đảng cộng sản việt nam về quản lý công chức và quản lý nhà nước đấy ta thấy đầu tiên là bảo đảm sự lãnh đạo của đảng đấy, về quản lý công chức là như thế nào. Thứ hai là nguyên ý nữa là về đảm bảo sự quản lý của nhà nước về về cán bộ công chức như thế nào. Đấy thì chúng ta phải xác định rồi chúng ta nữa là ý là về liên hệ thực thực tiễn. Đấy thì chúng ta phải xác định các ý để tránh như thầy nói tránh sót ý hoặc là xa đà ý đúng không? Đấy mà chúng ta đi vào trọng tâm nội dung của câu hỏi đó thì chúng ta xác định được là ý đầu tiên là chúng ta ta xác định được đây là nội dung câu hỏi về nguyên tắc quản lý công chức và đây chính là một trong các nguyên tắc trong quản lý công chức và cụ thể là nguyên tắc về đầu tiên là chúng ta xác định về nhấn mạnh được xác định được cái, cái tại sao là liên quan bảo đảm nguyên tắc về đảm bảo sự lãnh đạo của đảng về quản lý công chức rồi nữa là ý thứ hai à, nữ ba là về quản đảm bảo quản lý nhà nước về quản lý công chức và thứ tư là chúng ta lêu được là gì về phần liên hệ thực tiễn việc thực hiện nguyên tắc này thì chúng ta có bốn ý như thế mà bám sát bốn ý này để chúng ta viết các em nhá. Thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta như cấu trúc cách viết thầy nói rồi là chúng ta có mở mở bài, thân bài và kết bài, đúng không ạ? Thì chúng ta phải đầu phần mở bài chúng ta phải khẳng định được cái tính tất yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, đúng không ạ? Và sự lãnh và quản lý nhà nước trong quản lý xã hội, trong đó thì có vai trò gì? Quản lý công chức. Đó, vì thế trong luật cán bộ công chức 2008 quy định bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng quản lý nhà nước là một trong năm nguyên tắc quản lý công chức đó thì chúng ta phải nhấn mạnh dẫn dắt đấy thì thế nói phần mở bài đó thì chúng ta phải khẳng định được tính tất yếu đúng không vai trò lãnh đạo của đảng sự quản lý nhà nước trong quản lý xã hội trong đó có quản lý công chức đúng không đảng nước lãnh đạo trung toàn xã hội các lĩnh vực mà ta thấy đúng không trong đó có gì quản lý công chức à, vì thế thì luật cán bộ công chức đúng không ạ hai nhà đã quy định à, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng quản lý nhà nước là một trong nguyên tắc quản lý công chức chúng ta gắn vào luôn ở đây đúng không Đấy, rất là rõ nó khẳng định vừa ngắn gọn mà chúng ta thấy nó đủ các ý ở phần thân bài là chúng ta phải nêu được khái niệm về nguyên tắc quản lý công chức đó nguyên tắc quản lý công chức đó là gì nguyên tắc quản lý công chức chính là tập hợp các quy định có tính chuẩn mực ổn định để thực hiện thống nhất nội dung phương pháp và hình thức quản lý công chức các em nhé hãy nêu được khái niệm là phần thân bài bắt đầu đi vào khái niệm là nguyên tắc quản lý công chức chúng ta nguyên tắc quản lý công chức chính là tập hợp các quy định có tính chuẩn mực ổn định để thực hiện thống nhất nội dung phương pháp và hình thức quản lý công chức à, rồi sau đó chúng ta đi vào ý nữa là gì là phân tích nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của đảng đối với quản lý công chức Đấy, chúng ta đi vào ý thứ nhất là ý ở đây là gì phân tích nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của đảng đối với quản lý công chức thì chúng ta phải uh, thể hiện ra rất rõ là đảng, đảng nguyên tắc này nó thể hiện như thế nào nguyên tắc của đảng với quản lý công chức nào? Thứ nhất là có thể để hiện rõ là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng thể chế và quản lý công chức đúng không? đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng thể chế về quản lý công chức thì chúng ta thấy rồi các văn kiện của đảng, nghị quyết của đảng chính là à, chủ trương là làm căn cứ để cho các cơ quan nhà nước thể chế hóa thành luật đúng không? các chủ trương đường nối chính sách của đảng thì nó thể hiện rất là rõ thông qua cái việc đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng về thể chế quản lý công chức thứ hai đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng và thực hiện chế độ quyền lợi trách nhiệm của công chức đó là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng và thực hiện chế độ quyền lợi trách nhiệm của công chức thứ ba là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong tuyển dụng sử dụng và bố trí công chức đó thứ ba là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong tuyển dụng và bố trí công chức thứ tư là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng tiêu chuẩn đánh giá công chức, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng tiêu chuẩn đánh giá công chức, chúng ta thấy rất là rõ là cái thứ tư, đúng không ạ? thấy nội dung nó thể hiện rất là bao quát. Cái thứ năm nó là gì? đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong đào tạo bồi dưỡng công chức, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong đào tạo bồi dưỡng công chức. Cái thứ sáu nó đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển công chức và cái thứ bảy đó là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong thanh trang à, công vụ hoạt động của công chức đó thì nó thấy bao quát bảy nội dung nó thể hiện rõ đảm bảo sự lãnh đạo của đảng thứ nhất là đảm bảo đánh đạo trong xây dựng thể chế về quản lý công chức thứ hai là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng và thực hiện chế độ quyền lợi trách nhiệm công chức thứ ba là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong tuyển dụng bố trí công chức à, đúng không à, thấy rất là rõ thứ bốn là bảo sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng tiêu chuẩn đánh giá công chức thứ năm là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong đào tạo bồi dưỡng công chức thứ sáu là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong phát triển công chức và thứ bảy là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong thanh tra công vụ đấy là cái, cái ý thứ hai trong phần thân bài là nêu được ý thứ nhất là nêu được khái niệm ý thứ hai là nêu uh, rõ được cái cái nguyên tắc về đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong quản lý công chức ý ba là chúng ta phải phân tích nguyên tắc đảm bảo sự quản lý của nhà nước đối với công chức thì như thế nào thứ nhất là chúng ta thấy nó đảm bảo quản lý nhà nước bằng xây dựng và thực hiện thể chế về quản lý công chức. Nó thứ nhất là đảm bảo quản lý nhà nước bằng xây dựng và thực hiện về uh, thể chế và uh, quản lý công chức, đúng không như thầy nói là phần ý đảm bảo lãnh đạo của Đảng đấy thì từ đó cả, từ văn bản chủ trương nghị quyết của Đảng thì uh, nhà nước sẽ thể chế hóa thành luật đúng không? trong việc quản lý công chức. Thứ hai, đó là quản lý đảm bảo quản lý nhà nước bằng kế hoạch quy hoạch đội ngũ công chức, đúng không ạ? Thứ hai là đảm bảo quản lý nhà nước bằng kế hoạch quy hoạch đội ngũ công chức thứ ba đó là đảm bảo quản lý nhà nước bằng uh, quản lý chương trình đào tạo bồi dưỡng đấy chúng ta thấy cái ý đảng thể hiện rất rõ xuyên suốt ở đây là, là liên quan đến cái ý thứ ba ở đây à, là chúng ta thấy là đảm bảo quản lý nhà nước bằng gì quản lý chương trình đào tạo bồi dưỡng thứ tư là đảm bảo quản lý nhà nước bằng quy định về ngành đó chức danh mã số công chức chế độ tiền lương chúng ta biết rồi uh, với cán bộ công chức công chức chúng ta có những ngạch nhân viên cán sự rồi chuyên viên chuyên viên chính chuyên viên cao cấp thì ta thấy là nó thể hiện rất là rõ cái 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 nội dung thứ tư ở đây phân tích về sự đảm bảo quản lý của nhà nước ấy. đối với công chức thì chúng ta thấy là đảm bảo quản lý nhà nước bằng gì bằng quy định về ngành à, chức danh mã số công chức chế độ tiền lương. Thứ năm là đảm bảo quản lý nhà nước bằng quy định mô tả công việc đúng không ạ? Quy định vị trí việc làm và cơ cấu công chức để xác định số lượng biên chế. đó là thứ năm là đảm bảo quản lý nhà nước bằng quy định mô tả công việc quy định vị trí việc làm và cơ cấu công chức để xác định số lượng biên chế đó, thứ sáu là đảm bảo quản lý nhà nước bằng thanh tra kiểm tra hoạt động công vụ đó đảm bảo quản lý nhà nước bằng thanh tra kiểm tra hoạt động công vụ thứ bảy là gì đảm bảo quản lý nhà nước bằng gì bằng tuyển dụng sử dụng chuyển ngạch lương bậc công chức đúng không ạ chúng ta thấy rất là rõ thì chúng ta thấy là, là là thứ thứ bảy là đảm bảo quản lý bằng tuyển dụng sử dụng chuyển ngạch lương bậc công chức và thứ 8, nó đảm bảo quản lý nhà nước bằng quản lý hồ sơ công chức, điều động biệt phái bổ nhiệm từ chức miễn nhiệm luân chuyển khen thưởng kỷ luật công chức. Đó thì chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Là đảm bảo quản lý nhà nước bằng quản lý hồ sơ công chức, điều động biệt phái bổ nhiệm từ chức miễn nhiệm luân chuyển khen thưởng kỷ luật công chức. Nó thấy rất là rõ. Đấy chúng ta thấy nó có 7 ý liên quan đến đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công chức và 8 ý đúng không liên quan đến nội dung của đảm bảo sự quản lý nhà nước đối với công chức và thấy rất là rõ nó và sau đó thì chúng ta lên có nội dung nữa là khẳng định những mối quan hệ biện chứng giữa cái quan hệ giữa đảng và nhà nước trong quản lý công chức thì chúng ta luôn khẳng định rất rõ đó là mối quan hệ biện chứng tác động qua lại lẫn nhau nó thể hiện rất rõ là thực hiện theo đúng cơ chế quản lãnh đạo của đảng đó là đảng lãnh đạo nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ nó luôn có sự tác động qua lại hỗ trợ bổ hỗ trợ cho nhau đúng không ạ trên cơ sở những chủ trương đường nối của đảng thì nhà nước sẽ thể chế hóa các văn bản của đảng nó thành luật đúng nghị định thông tư để hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước với công chức đồng thời trên cơ sở thực hiện thì chúng ta thấy các cơ quan nhà nước sẽ có phản hồi đúng không để điều để cho các cơ quan đảng điều chỉnh kịp thời các chủ trương phù hợp với thực tiễn quản lý đúng không đấy để làm sao nó phù hợp nhất để mối quan hệ biện chứng tác động qua lại với nhau xong với sự tác động này thì chúng ta ngay sự nội dung về các ý Chúng ta thấy nó có sự trùng hợp và sự tương khớp với nhau trong như vậy và sau đó là liên quan nội dung ý tiếp theo về liên hệ thực tiễn để để thực hiện nguyên tắc trên thì đầu như thầy nói rồi một công thức chung chúng ta phải sơ lược về cơ quan và địa phương chúng ta đang công tác em nhé đấy nó hai hình thức một là chúng ta nêu sơ lược về về cơ quan đấy đặc biệt là dành cho các bạn đã đi làm rồi thì thầy nghĩ còn với địa phương thì thường sẽ dành cho các bạn chưa đi làm thì thuận tiện hơn và chúng ta phải đưa ra các ưu điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tại các cơ quan ở địa phương của mình chúng ta phải bám sát rất các ý liên quan đến nó thể hiện các cơ quan chúng ta đã thực hiện đảm bảo nguyên tắc đảng lãnh đạo như thế nào với nguyên tắc nhà nước quản lý nào đối với công chức đúng không nó thấy rất là rõ là từ yêu đó chúng ta phải đưa ra được các nhược điểm và về được thực hiện nguyên tắc tại cơ quan địa phương của mình vẫn bám sát vào những cái nội dung về thể hiện cái việc mà chưa làm tốt trong tác đảm bảo sự lãnh đạo của đảng hay chưa làm tốt trong việc quản lý nhà nước về viên chức và sau đó chúng ta chỉ ra những nguyên nhân của những nhược điểm những hạn chế của cơ quan của địa phương mình đang thực hiện nội dung đó đúng không và nguyên nhân thầy nêu rất rõ các em với nguyên nhân khách quan ở đây đó là luôn là thiếu các văn bản hướng dẫn cụ thể em phải nêu chung thường nó sẽ phổ quát chung nó dạng câu hỏi trong với dạng câu hỏi trong câu hỏi về luật cán bộ công chức viên chức đó là thiếu các văn bản hướng dẫn cụ thể mang tính khả thi và chưa có mô hình thi tuyển công chức ngạch bổ nhiệm thống nhất. Đấy, chúng ta nêu được cái cái nguyên nhân khách quan đây là thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể mang tính khả thi, chưa có mô hình thi tuyển, rồi thi tuyển công chức ngạch bổ nhiệm thống nhất, rồi ảnh hưởng xấu của cơ chế thị trường đúng không? Rồi chất lượng lao động còn nhiều hạn chế. Đấy, chúng ta nêu những nguyên nhân khách quan là thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể mang tính khả thi và chưa có mô hình thi tuyển công chức ngạch à, bậc bệnh, bổ nhiệm à, thống nhất đúng không? rồi ảnh hưởng xấu của cơ chế thị trường, rồi chất lượng lao động còn nhiều hạn chế, đây là nguyên nhân khách quan. rồi nguyên nhân chủ quan đó là gì? chúng ta phải do, do nhận thức chưa đầy đủ về các nguyên tắc của cán bộ công chức đúng không? Này chúng ta thấy là do việc cái gì nhận thức chưa đầy đủ các nguyên tắc này của cán bộ công chức hay những người à, đứng đầu các cơ quan những người có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức và chưa đã chưa làm hết đầy đủ các đúng theo các nguyên tắc này rồi cũng liên quan hoạt động mà gì thanh tra công vụ luân chuyển cán bộ công chức ta thấy bổ nhiệm vẫn còn nhiều sai phạm chưa đúng cái quy trình và chúng thấy trong thực tiễn vừa qua hàng loạt những cái bổ nhiệm à, cán bộ công chức ta thấy là sai quy trình đúng không rất là nhiều là chúng ta thấy thì chúng ta đề xuất à, sau đó thì từ những nguyên nhân chủ quan khách quan đó đúng không, những hạn chế yếu kém đó thì chúng ta đề xuất cả giải pháp phải nhắc lại nó phải tương khớp với những hạn chế yếu kém và những nguyên nhân mà chúng ta chủ à, đưa ra đó là nguyên nhân về thiếu văn bản thì chúng ta phải đề xuất là gì phải bổ sung các văn bản đúng không và các văn bản cái ban hành nó phải mang tính khả thi thực tiễn đúng không đấy chúng ta phải, phải 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 bám sát như thế tiếp là nói về cái việc mà chưa có cái mô hình à, mô hình thi tuyển công chức thì chúng ta phải nói sắp tới đề xuất là bộ nội vụ chẳng hạn phải đề xuất cái mô hình đúng không đề xuất mô hình thi tuyển công chức ngạch bổ nhiệm là sao nó thống nhất đúng không chúng ta bám sát như vậy đúng không rồi xây dựng về về đạo đức nghề nghiệp cán bộ công chức đạo đức công vụ thực hiện để để không bị ảnh hưởng đến cơ chế thị trường đấy còn về chất lượng thì chúng ta thấy là của cán bộ công chức thì phải là gì phải liên quan đến đào tạo bồi dưỡng đúng không đào tạo bồi dưỡng đấy, tổ chức các lớp huấn hoặc là học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao đấy chúng ta thấy ta phải bám sát như vậy đúng không Đấy còn về chủ quan nhận thức chưa đầy đủ thì chúng ta phải là gì những người đứng đầu các người có thẩm quyền phải thường xuyên làm sao? Đấy, phải làm sao? À, phải phải phổ biến các quy định mới của pháp luật để cho cán bộ công chức làm sao nhận thức rõ rồi thực hiện à, đúng theo các nguyên tắc này. Đúng không? Ta thấy làm sao để hiểu được và vận dụng đúng đúng không? Thì chúng ta thấy là, là chúng ta phải 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 về nêu rõ các nội dung đấy phải bám sát như vậy rồi hoạt động thanh tra công vụ cũng vậy thời thực hiện định kỳ thường xuyên đúng không đấy, như thế nào và nó phải thực chất đấy tránh hình thức đúng không đấy kiểm tra qua loa đấy chúng ta bao nhiêu sai phạm xảy ra những thanh tra chúng ta thấy là không phát hiện ra được hay là phát hiện ra những lỗi chúng ta thấy là mà nó rất là nhẹ nhưng mà sau đấy thực tế khi các cơ quan báo chí vào cuộc hay là qua phản ánh qua đơn thư thì chúng ta thấy là cái những hành đấy nó rất là lặng chúng ta thấy là, là chúng ta phải phải làm tốt hoặc chúng ta luôn chuyển cán bộ cũng vậy nó thể bám ta bám sát vào các nguyên nhân các yếu kém đó, các em nhé, để chúng ta làm thực hiện. đấy là phần phần liên hệ thực tiễn mà chúng ta phải bám sát mà thầy đã phân tích cho, cho các em. nhưng còn một phần kết luận, là phần kết luận thì chúng ta phải khẳng định được là cái đảm bảo sự lãnh đạo của đảng và quản lý nhà nước, đúng không? là nguyên tắc bắt buộc trong hoạt động quản lý công chức của các cơ quan nhà nước, đúng không? phải khẳng định được là đảm bảo sự lãnh đạo của đảng và quản lý nhà nước về cán bộ công chức là nguyên tắc bắt buộc, đây là nguyên tắc bắt buộc trong hoạt động quản lý công chức của cơ quan nhà nước rồi cái việc mà thực hiện đúng nguyên tắc này ấy, thì chắc chắn sẽ gì quản lý tốt công chức và kết quả là sẽ công chức sẽ trong sạch xây dựng được đội ngũ cán bộ công chức trong sạch hiệu lực hiệu quả có chất lượng để góp phần nâng cao uh, hoạt động công vụ đúng không đấy quyết định sự thành công của, của quá trình cải cách hành chính ở nước ta đấy và thầy biết rồi nâng cao chất lượng công chức là một trong sáu nội dung về cải cách hành chính À, chúng ta thấy rất rõ trong giai đoạn 2011 mươi Rồi để đảm bảo có thực hiện nghiêm chỉnh cái nguyên tắc này thì trong thời gian tới chúng ta sẽ đưa ra các cái đề nghị là cần phải làm tốt. Thứ nhất là cải tiến thi tuyển công chức, đúng không? Rồi thi lâm ngạch, rồi uh, uh, thi tuyển cạnh tranh, đúng không? thấy rất là rõ công chức lãnh đạo từ cấp phòng trở lên. Thì cái việc thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo thì trong thời gian vừa qua các bộ cũng đã thí điểm một số đúng không ạ? thấy thấy là như vậy uh, thì các, các em uh, Thấy, thấy rất rõ nhá thì uh, chúng ta thấy nêu được nổi bật được chúng ta thấy thành nhắc lại là phần kết luận là chúng ta phải khẳng định được là cái gì đảm bảo sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước với công chức nó là gì nó là nguyên tắc bắt buộc trong hoạt động uh, quản lý công chức của các cơ quan nhà nước và khi chúng ta thực hiện đúng được tốt nguyên tắc này thì chắc chắn sẽ, sẽ quản lý tốt được công chức và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch vững mạnh hiệu quả lại góp phần quyết định vào thành công quá trình cải cách hành chính của nước ta vì chúng ta thấy nội dung mà nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là một trong thì 6 nội dung trong cải cách hành chính giai đoạn trong 11 trong và để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc này trong thời gian tới thì ta cần đề nghị cần làm tốt các nội dung thứ nhất là gì cải tiến công tác thi tuyển công chức thi lương ngạch thi tuyển cạnh tranh các công chức lãnh đạo từ cấp phòng trở lên đúng không ạ thì chúng ta thấy là chúng ta phải phải lêu được bật như vậy em nhé đó là thầy đã trao đổi xong với các em về nội dung phần hướng dẫn cách làm bài thi mà trước khi đi vào đề cương các câu hỏi cụ thể mà các em thầy muốn có buổi hướng dẫn cho các em cách thức để chúng ta ta làm một bài thi tự luận môn luật làm sao để đạt điểm cao thi viết như thế nào các em nhá thì các em vui lòng các em có thể vào sau thì có nghe lại những phần cấu trúc của thầy các cái quy trình rất rõ từ trong khi viết trước khi viết trong khi viết sau khi viết thì như nào rồi cấu trúc một bài viết như thế nào Đúng không gồm ba phần mở bài, thân bài và kết bài như thế nào rồi cũng như thầy đã nêu ví dụ một cái câu hỏi để giúp các em cách làm như vậy nhé với bố cục như thế để chúng ta ta làm bài để cho đạt hiệu quả các em nhé thì thì đi tiếp vào các nội dung mà thầy đã gửi cho các bạn là Phú yên cái câu hỏi à, liên quan đến kỳ à, thi thật tới của các em thì chúng ta thấy à, có 20 câu hỏi chúng ta đi từng văn bản một à, từ luật à, cán bộ công chức rồi sau đó chúng ta tới các nghị định số 24 rồi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật rồi nghị định số 34, luật tổ chức chính quyền địa phương rồi nghị quyết số 30, rồi nghị quyết số 76 đúng không ạ? Nghị quyết uh, quyết định số 225 đúng không ạ? Rồi nghị quyết số 17. Rồi luật tiếp công dân, rồi nghị định số 64 đúng không ạ? Rồi luật lưu trữ 211 rồi nghị định 110, nghị định 09 đúng ạ, nó nội dung văn bản này thì thì ngay đầu giờ thầy đã trao đổi rồi và thấy để nắm được nó bám sát đây là nội dung yêu cầu để chúng ta bám sát được và học theo những dạng thức câu hỏi bám sát nội dung ôn tập này đúng ạ, rồi thông tư số 01/2011 của bộ nội vụ rồi liên quan đến quyết định số 48 của ban tỉnh phú yên Đó. thì chúng ta bám sát nội dung thì thầy xây dựng từng câu hỏi nội dung văn bản này để giúp cho các em làm sao, sao làm tốt bài thi đấy thầy nhắc lại chúng ta để phục vụ là để cho kỳ thi Đấy, thì chúng ta uh, cần nắm bắt tốt các em nhá Đấy, thì, thì thầy sẽ lần lượt trao đổi với các em uh, trong uh, 10 buổi mà thầy đã xây dựng uh, gửi cho các em để chúng ta cùng hoàn thành tốt bài thi các em nhá thì các em nắm rõ tinh thần được chưa thì uh, cái câu hỏi mà các em uh, xem lại các nội dung uh, thì thầy lần lượt đi trao đổi với các em uh, trong từng buổi học uh, đảm bảo đúng bao quát các nội dung các câu hỏi của các văn bản thì con thấy ở câu hỏi thứ nhất thì sẽ trao đổi luôn đưa ra là trình bày các nội dung của luật cán bộ công chức ý nghĩa của luật cán bộ công chức thì với nội dung câu hỏi này thì em phải lêu được như sau chúng ta thấy là phải lêu được nội dung về giới thiệu đây chính là liên quan giới thiệu qua về cái nội dung của luật cán bộ công chức 2008 chúng ta biết rồi luật cán bộ công chức thì được quốc hội khóa 12 thông qua ngày 13 tháng 11 tháng 2018 và chủ tịch nước này đã ký công bố ngày 28 tháng 11 2008 đúng không ạ? và có hiệu lực thi hành vào ngày mùng 1 tháng 1 2010. Đó thì chúng ta thấy rất là rõ. Chúng ta phải lưu đầu tiên là luật cán bộ chức 28 đã được Quốc hội khóa 12 thông qua vào ngày 13 tháng 11 2008 và chủ tịch nước đã ký lệnh công bố vào ngày 28 tháng 11 2008 và nó có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 1 2010. Đó thì chúng ta phải giới thiệu qua, liên quan đánh giá cái sự cần thiết phải ban hành cái luật cán bộ công chức thì chúng ta biết rồi chế độ cán chế độ công vụ thì trong chế độ công vụ thì cán bộ công chức đúng không là nội dung quan trọng trong hoạt động nền hành chính quốc gia đúng không ạ và trong thời kỳ đổi mới thì cán bộ công chức vừa là đối tượng vừa là thước đo của quá trình đổi mới em nhớ nhé trong thời kỳ đổi mới thì cán bộ công chức vừa là đối tượng vừa là thước đo của quá trình đổi mới cải cách uh, dân chủ hóa đời sống xã hội đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ. Và đặc biệt với pháp lệnh chúng ta thấy trước đây là pháp lệnh cán bộ công chức uh, năm 1998 ban hành năm 98 và sau đó chúng ta có sửa đổi bổ sung vào năm 2000 và 2003 em nhé Thì đã tạo cơ sở pháp lý rất là quan trọng đúng không ạ? Để tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến công vụ công chức, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân. Từng bước đổi mới cơ chế quản lý phù hợp với thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước đó thì chúng ta ta thấy rất là rõ nhá Chị, uh, chúng ta nêu nêu được uh, sự cần thiết như thế và qua 20 năm đổi mới thì cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội ấy, qua 20 năm đổi mới uh, thì cùng với sự phát triển kinh tế xã hội thì hoạt động công vụ công chức đúng không ạ đã góp phần thay đổi diện mạo về hành chính nhà nước tạo tiền đề cho việc hội nhập sâu rộng trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội với các nước trên trong khu vực và trên thế giới em nhớ qua 20 năm đổi mới thì cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội thì hoạt động công vụ công chức đã góp phần uh, làm thay đổi diện mạo nền hành chính nhà nước tạo tiền đề cho việc hội nhập sâu rộng uh, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội với các nước trong khu vực và trên thế giới đội ngũ cán bộ công chức cùng, cũng từng bước xây dựng và nâng cao về chất lượng đúng không ạ thấy, thấy rất là rõ đội ngũ cán bộ công chức từng bước được xây dựng và nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính nhà nước đó chúng ta biết uh, uh, rất là rõ đúng không? phát triển uh, và chúng ta thấy là đã góp phần rất quan trọng liên quan đến đến hoạt động uh, hành trong bộ máy hành chính nhà nước đã đạt được những thành tựu rất là quan trọng đúng không ạ nhưng bên cạnh đó thì bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hoạt động công vụ công chức là vẫn còn những hạn chế em nhé bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hoạt động công vụ công chức vẫn còn những hạn chế hạn chế thứ nhất là gì là hoạt động công vụ công tác quản lý cán bộ chưa đổi mới đúng không? còn mang nặng tính tập trung bao cấp, chưa kịp thời đổi mới uh, theo kịp sự đổi mới của nhà nước trong quản lý đời sống xã hội và tổ chức cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. đó thứ nhất là tôi thấy là hoạt động công vụ công tác quản lý cán bộ công chức chưa đổi mới mang tính tập trung bao cấp, quản lý bao cấp chưa kịp thời với uh, chưa theo kịp được với sự đổi mới của nhà nước trong quản lý đời sống xã hội và tổ chức cung cấp công, công cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động công vụ thì mối quan hệ hành chính và chính với chính trị hành chính với sự nghiệp công giữa hoạt động quản lý nhà nước mang tầm vĩ mô với hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được phân định triệt để và hiệu quả đó chúng ta thấy là rõ Nên trong hoạt động công vụ thì mối quan hệ giữa hành chính và chính trị hành chính với đơn vị sự nghiệp công giữa hoạt động quản lý nhà nước mang tầm vĩ mô với hoạt động sản xuất kinh doanh À, chưa được phân định chuyên đề và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực thì hoạt động công vụ còn thiếu sự thống nhất chưa đảm bảo sự thông suốt kỷ luật kỷ cương của cán bộ công chức chưa được nghiêm đó ta thấy trên nhiều lĩnh vực thì hoạt động công vụ còn thiếu thống nhất chưa đảm bảo sự thông suốt kỷ luật kỷ cương của cán bộ công chức chưa được nghiêm rồi việc phân loại công chức chưa bảo đảm khoa học đó chưa bảo đảm khoa học khách quan đúng không ạ dẫn đến việc bố trí sử dụng quy hoạch đánh giá đào tạo bồi dưỡng công chức chưa phát huy hết hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà nước đặt ra trong từng giai đoạn đó chúng ta phải khẳng định như thế trên nhiều lĩnh vực thì hoạt động công vụ còn thiếu thống nhất chưa đảm bảo sự thông suốt kỷ luật kỷ cương của cán bộ công chức còn chưa nghiêm việc phân loại công chức họ chưa đảm bảo tính khoa học khách quan dẫn đến việc gì bố trí sử dụng quy hoạch đánh giá đào tạo bồi dưỡng công chức chưa phát huy hết hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà nước trong từng giai đoạn rồi thứ hai chúng ta thấy là về mặt pháp lý thì chúng ta đã có pháp luật cán bộ công chức đúng không và nhiều văn bản quy phạm pháp luật của chính phủ quy định về hoạt động của cán bộ công chức à, chúng ta thấy Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay các quy định pháp luật hiện hành chưa bao quát đầy đủ toàn diện hoạt động của công cán bộ của công vụ công chức chưa quy định rõ mục tiêu rồi nguyên tắc hoạt động công vụ trong quá trình phục vụ nhân dân đúng không ạ, chúng ta thấy và xã hội, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức trong uh, thực khi công vụ chưa được quy định uh, một cách hệ thống và bổ sung đầy đủ, đúng không ạ? Hình thành các nhóm nghĩa vụ và trách nhiệm, đúng không ạ? Chưa chú trọng đến các cái quyền lợi đối với công chức. Chúng ta thấy như do là chính sách về tiền lương, về nhà ở rồi các chính sách đãi ngộ khác, rồi liên quan các cái chuẩn mực về đạo đức công vụ chưa được quy định rõ ràng cụ thể, chưa có quy định về thanh tra công vụ về điều động thuyên chuyển cán bộ công chức giữa các cơ quan tổ chức còn bất cập đúng không ạ rồi chúng ta thấy thiếu sự phối hợp chặt chẽ và ăn khớp các cơ quan tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội đối với các cơ quan nhà nước rồi các điều kiện đảm bảo cho công chức để thực thi công vụ chưa được đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại hiệu quả thông suốt ngoài ra thì một số quy định về quản lý nhà nước đối với công chức còn chưa tạo ra sự thống nhất Uh, trong các cách hiểu và vận dụng trong thực tiễn đấy là những cái, cái hạn chế thứ thứ hai ở đây chúng ta thấy rất là rõ. Cái thứ ba là chúng ta thấy trên thực tế thì việc thực uh, thực hiện tuyển dụng sử dụng quản lý công chức hiện nay chủ yếu là gì uh, gắn với chỉ tiêu biên chế. Uh, cách thức tuyển dụng công chức áp dụng theo chế độ làm việc lâu dài. phù hợp với cơ chế hóa tập trung đúng không ạ? Nhưng chưa phù hợp với yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại và năng động. Trong nhiều cơ quan thì việc tổ chức tuyển dụng bổ nhiệm sử dụng quản lý cán bộ công chức viên chức có xu hướng nặng về bằng cấp đúng không? thấy nặng về bằng cấp chứng chỉ à, chúng ta thấy rất rõ à, và chưa chú trọng đến nhiều năng lực thực hiện thực thi công vụ đúng không ạ của cán bộ công chức viên chức và công chức dẫn đến tình trạng là gì? À, chưa gắn với nhiều các thực tế trong xử lý quản lý nhà nước đúng không ạ và hiện tượng này dẫn đến là các hạn chế về lợi thông vực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức rồi làm suy giảm hiệu quả hoạt động công vụ và chưa thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao bổ sung cho nền công vụ. Trong khi xã hội chúng ta biết đang có xu hướng là gì? Ờ, chuyển dịch lực lượng lao động sang khu vực tư. Đó chúng ta thấy. Như ta thấy chính các cái hạn chế trên ấy, thì ba hạn chế trên đó đã làm cho hoạt động công vụ chưa được quản lý và kiểm soát chặt chẽ, phát sinh các tiêu cực ảnh hưởng đến đạo đức tác phong nền đối làm việc của công chức, giảm sút sức sáng tạo trong hoạt động công vụ, đúng không ạ? rồi giảm hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức nhà nước à, trong quá trình phục vụ nhân dân, các cái biểu hiện về thiếu tinh thần trách nhiệm, à, yếu kém về năng lực chuyên môn rồi kỹ năng hành chính, phong cách làm việc ở một bộ phận cán bộ công chức đã làm cho chúng ta thấy là liên quan các nội dung làm cho bộ máy hành chính trì trệ, đúng không? kém hiệu quả, rồi các biểu hiện quan liêu tham nhũng, sách nhiễu nhân dân vẫn còn tồn tại trong cán bộ công chức làm ảnh hưởng đến uy tín lòng tin của người dân đối với đảng và nhà nước thì chúng ta thấy từ cái thực trạng trên ấy, thì để đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân vì nhân dân xây dựng một nền hành chính trong sạch hiệu lực hiệu quả phù hợp với xu hướng chuyển đổi sang nền hành chính phục vụ nội trước đây ta là nền hành chính cai trị chuyển sang nền hành chính phục vụ thực hiện bộ tốt các nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế À, việc ban hành chúng ta thấy gì đó Chúng ta thấy là việc ban hành luật cán bộ công chức là cần thiết đúng không ạ chúng ta thấy chúng ta nêu được uh, cái, cái, cái 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 sự cần thiết như thế đúng không ạ và chúng ta thấy quan điểm để xây dựng luật cán bộ công chức thì nó phải thể hiện thiện năm quan điểm quan điểm thứ nhất đó là gì thể chế hóa đầy đủ chủ trương chính sách của đảng và nhà nước tiếp tục cải cách chế độ công vụ công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân quan điểm thứ hai đó là hoàn thiện chế độ công vụ cán bộ công chức đồng bộ với tiến trình đổi mới hệ thống chính trị trong điều kiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế quan điểm thứ ba đó là đảm bảo tính minh bạch công khai và tính chịu trách nhiệm trong hoạt động công vụ cái quan điểm thứ tư là đảm bảo tính thừa kế đúng không ạ và phát triển các quy định hiện hành về cán bộ công chức đó chúng ta phải phát cái thừa những nội dung quy định trong pháp luật cán bộ công chức năm 98. Quan điểm thứ năm là các quy định của luật cán bộ công chức phải phù hợp với tình hình đặc điểm cụ thể của Việt Nam trên cơ sở chúng ta tiếp thu những kinh nghiệm thành tựu khoa học của các nền công vụ tiên tiến trên thế giới. Đó là năm quan điểm chúng ta xây dựng luật cán bộ công chức. Và chúng ta có ba mục tiêu rất là cụ thể để xây dựng luật cán bộ công chức. Mục tiêu thứ nhất là luật cán bộ công chức phải trở thành công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước đúng không ạ góp phần chúng ta thấy là gì thực hiện hiệu quả quá trình đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân cái mục tiêu thứ hai là luật cán bộ công chức phải tạo cơ sở pháp lý có giá trị cao nhằm xây dựng và quản lý đội ngũ công chức có phẩm chất năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới rồi phát huy tính năng động sáng tạo của công chức và thể hiện được chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài của đảng và nhà nước trong giai đoạn mới ta thấy đấy là là cái mục tiêu thứ hai mục tiêu thứ ba khi xây dựng luật cán bộ công chức đó là cán bộ công chức phải góp phần đổi mới hoạt động quản lý nhà nước về cán bộ công chức đúng không ạ? quy định và thực hiện hiệu quả việc kết hợp giữa hệ thống chức danh tiêu chuẩn công chức với vị trí việc làm và đang là xu hướng tích cực của các nền hành chính hiện đại trên thế giới đó là chúng ta nêu được quan điểm và mục tiêu để xây dựng chúng ta thấy là gì luật cán bộ công chức chúng ta đi tiếp vào nội dung đây chúng ta phải nêu được những nội dung cơ bản của luật cán bộ công chức thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây phải nêu bật được các nội dung quy định về các chương mục của luật cán bộ công chức thì chúng ta biết rồi luật cán bộ công chức là có 10 chương và 87 điều thì chúng ta phải lần lượt ở 87 chương 8... À, à, 10 chương và 87 điều không nhé đó là cái 10 chương và 87 điều thì chúng ta nêu được rõ và cụ thể chia ra thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây ở chương 1 là quy định chung Đấy, chúng ta nhớ quy định chung thì từ điều 1 đến điều 7 Đấy, những quy định chung thì bao giờ có những phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng đấy em nhé ở chương 2 thì đó là quy định về nghĩa vụ quyền của cán bộ công chức đúng không à, chương 2 là quyền nghĩa vụ ở ở chương 2 là nghĩa vụ quyền của cán bộ công chức thì quy định từ điều 8 đến tiểu điều 20 các em nhá, chúng ta nêu được. Ở chương 3 thì chúng ta thấy uh, nội dung uh, quy định uh, rất là rõ uh, liên quan đến uh, hoạt động uh, của uh, uh, cán bộ trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện đó là chương 3. Uh, chương 3 thì là quy định về cán bộ ở trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện. Đấy các em nêu bật chương 4 thì chúng ta lưu về là gì? Quy định về cán bộ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện các em nhá. Đấy thì chúng ta thấy là rõ chương 4 là là công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Đấy. Ở chương 5 thì chúng ta phải nêu được uh, nội dung về về cán bộ công chức cấp xã các em nhá. Uh, cán bộ công chức cấp xã. Chương 6 là quản lý cán bộ công chức các em nhá. Chương 7 là các điều kiện đảm bảo trong hoạt động công vụ em nhá. Chương 8 là thanh tra công vụ, chương 9 là khen thưởng và xử lý vi phạm và chương 10 mà là chương cuối cùng đó là điều khoản thi hành em nhá. Đấy chúng ta nhớ là luật cán bộ công chức 2008 là có 10 chương và 87 điều. Đó thì chúng ta phải khái phát qua như vậy như các em nhóm bắt được nhá. Thì chúng ta mới trả lời được các nội dung câu hỏi. Thì chúng ta lêu được nội dung như vậy, chúng ta phải phải nêu rõ vào các nội dung chính trong cái nội dung cơ bản bao quát của luật cán bộ công chức ấy, thì chúng ta thấy đó chính là quy định về cán bộ công chức đâu là cán bộ đâu là công chức đúng không rồi uh, quy định về bầu cử uh, tuyển dụng sử dụng uh, quản lý cán bộ công chức bầu cử thì dành cho chúng ta biết với cán bộ rồi rồi nữa là quy định về quyền nghĩa vụ của cán bộ công chức rồi quy định về điều kiện đảm bảo thi hành công vụ của cán bộ công chức rồi quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ công chức đấy thì chúng ta bao quát lại tất cả các nội dung của cán bộ công chức là ý thứ nhất ý thứ hai là ý nghĩa của việc ban hành uh, luật cán bộ công chức thì chúng ta thấy nhìn ở góc độ chung thì ở đây thấy ý nghĩa đầu tiên đó là sự ra đời của luật cán bộ công chức đã tạo ra uh, cái cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động công vụ của nước ta tác động lớn đến đời sống chính trị xã hội góp phần tích cực và đổi mới tư duy sáng tạo kiến thức chuyên môn của cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu của tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Thì chúng ta thấy ý nghĩa thứ nhất, nhìn góc độ chung thì chúng ta thấy sự ra đời của lực cán bộ công chức đã tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động công vụ ở nước ta, tác động lớn đến đời sống chính trị kinh tế xã hội, góp phần tích cực vào việc đổi mới tư duy sáng tạo, kiến thức chuyên môn của cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu của tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. À, mặt khác thì cạn luật cán bộ công chức uh, tạo ra công cụ hữu hiệu, hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước nói riêng rồi của bộ máy nhà nước các thể chế trong bộ máy hệ thống chính trị nói chung góp phần việc đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân xây dựng một nền hành chính trong sạch hiệu lực hiệu quả phù hợp với xu hướng uh, chuyển nền hành chính từ quản lý sang hành chính phục vụ các em nhá đó chúng ta thấy rất là rõ À, tiếp theo ý nghĩa là chúng ta cần nắm bắt được ấy, đó là gì văn bản luật cán bộ công chức thì cũng là tạo cơ sở pháp lý có giá trị cao đó, nhằm xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất năng lực trình độ đáp ứng ngày càng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước chúng ta đấy là nhìn ở góc độ chung ở góc độ riêng thì chúng ta thấy ở góc độ cụ thể thì chúng ta thấy là ý nghĩa của luật cán bộ công chức đó là với việc mà thu hẹp phạm vi điều chỉnh đúng không ạ với việc mà chúng ta thu hẹp phạm vi điều chỉnh trước đây Cho tại sao thế phạm vi điều chỉnh của chúng ta là cán bộ công chức công chức cho thấy cả những người viên chức bây giờ đấy gọi là giáo viên bác sĩ thì đều được gọi là công chức đúng không ạ với phạm vi thu hẹp điều chỉnh của so với pháp lệnh cán bộ công chức uh, sửa đổi bổ sung hai ba thì loại đối tượng viên chúng ta đã loại cái đối tượng viên chức rồi ra khỏi đối tượng điều chỉnh của luật sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục cải cách chế độ công vụ công chức đúng không ạ cũng như hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích sự phát triển của đơn vị sự nghiệp rồi tạo cơ chế quản lý phù hợp với đội ngũ viên chức sự nghiệp đó là chúng ta thấy là <laughs> nhìn góc độ cụ thể thì với việc chúng ta thu hẹp cái phạm vi điều chỉnh so với pháp luật cán bộ công chức năm chín tám và sửa hai ba đấy thì việc chúng ta loại được cái đối tượng viên chức ra khỏi đối tượng điều chỉnh của luật cán bộ công chức sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chúng ta tiếp tục cải cách chế độ công vụ công chức cũng như hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích sự phát triển của các đơn vị sự nghiệp công lập ta hướng ngập sắp tới là tự chủ đúng không ạ tạo cơ chế quản lý phù hợp với đội ngũ viên chức sự nghiệp bên cạnh đó thì chúng ta thấy là gì việc phân chia rõ cán bộ công chức các cấp trong hệ thống cơ quan nhà nước chúng ta thấy là từ trung ương đến cấp xã đấy đúng không thì các điều kiện để thi hành công vụ thanh tra công vụ sẽ giúp cho gì công tác quản lý cán bộ công chức của các cấp trong hệ thống chính trị sẽ hiệu quả hơn em nhé, cái việc mà phân rõ cán bộ công chức các cấp trong hệ thống cơ quan nhà nước ấy, từ trung ương đến địa phương ấy, thì các cái điều kiện để thi hành công vụ thanh tra công vụ sẽ giúp cho gì? cái công tác quản lý cán bộ công chức các cấp trong hệ thống chị sẽ hiệu quả hơn. Tiếp theo là chúng ta thấy ý nghĩa nữa là ở đây rất là rõ đó là gì? việc luật hóa những vấn đề liên quan đến cán bộ công chức cấp xã có tác động rất lớn đến hệ thống chính quyền cơ sở, đúng không ạ? Việc luật hóa những vấn đề liên quan đến cán bộ công chức cấp xã thì có tác động rất lớn đến hệ thống chính quyền ở cơ sở tạo sự ổn định về mặt chính trị đối với cán bộ công chức cấp xã đồng thời khắc phục tình trạng phình biên chế cấp xã như hiện nay thì chúng ta thấy ngay đang nỗ lực ngay hiện tại chúng ta thấy là chúng ta sát nhập các xã các thôn ta thấy <laughs> là cái việc này nó phải căn cứ vào các quy định pháp luật được chưa <laughs> ý nghĩa cuối cùng ở đây đó là gì ạ là những quy định của luật thì sẽ tránh được cái sự hiểu sai em nhé những quy định của luật uh, cán bộ công chức đấy sẽ tránh sự hiểu sai tạo ra việc áp dụng thống nhất từ trung ương đến địa phương đấy, đúng không ạ uh, thông qua những quy định cụ thể về quyền hạn nghĩa vụ của cán bộ công chức rồi của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị đồng thời đề cao vai trò quản lý của cơ quan tổ chức các cấp trong quản lý cán bộ công chức thuộc quyền của mình đó thì chúng ta thấy uh, rất rõ nhá đấy là những ý nghĩa mang lại uh, những quy định của luật cán bộ sẽ tránh sự hiểu sai rồi tạo ra sự thậu quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương thông qua các quy định cụ thể về quyền rồi nghĩa vụ của cán bộ công chức của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị à, đồng thời sẽ đề cao vai trò quản lý của các cơ quan tổ chức các cấp ở trong công tác quản lý cán bộ công chức thuộc quyền của mình đó thì chúng ta thấy là những ý nghĩa rất lớn cả những góc độ chung và góc độ riêng em nhé thầy đã trao đổi xong với các em với nội dung câu 1 trong đó nêu về khái quát nội dung của luật cán bộ công chức rồi chúng ta ý thứ hai là nêu về ý nghĩa Uh, của việc ban hành uh, uh, của cán bộ công chức các em nhá. Uh, câu hỏi thứ hai uh, mà thầy cũng đã gửi cho các em và muốn trao đổi với các em hướng dẫn các em đó là chúng ta sẽ trình bày khái niệm cán bộ công chức rồi so sánh cán bộ với công chức và cho ví dụ minh họa thì uh, thầy sẽ hướng dẫn các em như sau các em nhá. Đầu tiên là chúng ta gạch ngọc ý đầu tiên là chúng ta phải trao đổi được về khái niệm cán bộ công chức theo quy định của cán bộ công chức từ hai khái niệm đó thì chúng ta mới so sánh với cán bộ với công chức sự giống nhau và khác nhau như thế nào rồi sau đó chúng ta mới cho ví dụ em nhé, để chúng ta thấy cái sự khác biệt Đấy, thì câu hỏi thứ hai thì nói lại chúng ta trình bày khái niệm cán bộ công chức à, thứ hai là chúng ta so sánh với cán bộ với công chức và thứ ba là cho ví dụ linh hoạt em nhé. thì đầu tiên chúng ta thấy về trình bày được khái niệm cán bộ công chức theo quy định của luật cán bộ công chức thì căn cứ vào khoản 1 khoản 2 của điều 4 của luật cán bộ công chức quy định về cán bộ công chức như sau. Với cán bộ thì chúng thấy chính là cán bộ là công dân Việt Nam được bầu cử phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ chức danh theo nhiệm kỳ ở trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội địa ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chúng ta gọi là chung là cấp tỉnh rồi ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mà chúng ta gọi là chung là cấp huyện trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước đó là khái niệm cán bộ đó là công dân Việt Nam chúng ta nhớ đầu tiên từ khóa đó là công dân Việt Nam được thì được bầu cử đúng không ạ phê chuẩn bổ nhiệm đấy, chứ không có tuyển dụng ở đây được bầu cử đấy, do giống như cái đại biểu quốc hội đại biểu nhân dân sẽ được bầu cử phê chuẩn chúng thấy những chức danh thông qua các cơ quan đại diện của nhân dân giống như chức danh chủ tịch uh, ủy ban cấp xã cấp tỉnh cấp huyện là thấy đúng không phê chuẩn rồi bổ nhiệm uh, giữ chức vụ Uh, chức danh đấy, có chức vụ chức danh rõ ràng theo nhiệm kỳ mà thường là sẽ là 5 năm ở đâu ạ có thấy ở trong cơ quan đảng cộng sản việt nam rồi nhà nước đúng không nhà nước thì có ba cơ quan lập pháp hành pháp và tư pháp đúng không đấy, tổ chức chính trị xã hội tổ chức chính trị xã hội đây chính là gì là mặt trận tổ quốc đoàn thanh niên hội phụ nữ hội nông dân hội cựu chiến binh đấy công đoàn đấy đúng không ở đâu ở trung ương tỉnh thành phố trực thuộc trung ương mà chúng ta gọi là cấp tỉnh rồi ở quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh chúng ta gọi là chung là cấp huyện trong biên chế em nhớ là trong biên chế đấy, có nghĩa là không phải trong hợp đồng nhá, chúng ta nhớ giống như viên chức thì sẽ là hợp đồng ở đây chúng ta trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước đấy là là khái niệm về công chức tiếp theo là khái niệm về công chức trên là cán bộ dưới là công chức công chức là công dân Việt Nam đấy đều là công dân Việt Nam được tuyển dụng đấy cái này được tuyển dụng đấy, trên chúng ta thấy là được bầu cử phê chuẩn thì cái này là được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch em nhé được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch thì đây sắp tới các em tuyển dụng đây đúng không đấy chính là hình thức tuyển dụng bổ nhiệm vào ngành chức vụ chức danh trong cơ quan đảng cộng sản việt nam nhà nước tổ chức chính trị ở trung ương cấp tỉnh cấp huyện trong các cơ quan đơn vị thuộc công quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp công nhân quốc phòng trong các đơn vị thuộc công an nhân dân mà không phải là sĩ quan hạ sĩ quan chuyên nghiệp mà trong bộ máy lãnh đạo quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của đảng cộng sản việt nam nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội mà chúng ta gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập. Đó, thì đối tượng này thì thấy nói ví dụ như là giám đốc bệnh viện hay là hiệu trưởng một trường nào đó thì chúng ta thấy là liên quan đến cái việc mà và cái người chúng ta thấy là quy định về <laughs> trong bộ máy lãnh đạo quản lý đơn vị sự công lập đấy, đó người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ là công chức. Nhưng từ vừa rồi chúng ta quốc hội đã sửa đổi luật cán bộ công chức và luật viên chức thì từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì thì những người đứng đầu đơn vị sự nghiệp này không gọi là công chức nữa mà sẽ là viên chức quản lý đó đây là nắm bắt được cái thông tin rồi trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước đúng không? đối với bộ công chức trong bộ máy lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được đảm bảo từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật các em nhé thì thầy nhắc lại với khái niệm về công chức đó là công dân Việt Nam được tuyển dụng các em nhé từ khóa được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch chức vụ chức danh đấy vào ngạch thì này đúng không? Ngạch nhân viên, nhật cán sự, nhật chuyên viên, chuyên viên chính rồi các chức danh chức vụ ấy chúng ta thấy rất là rõ trong các cơ quan ở đâu? Cơ quan Đảng Cộng sản, rồi nhà nước, rồi tổ chức chính trị xã hội, nó như thầy nói rồi mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, công đoàn ấy. Ở đâu? Ở trung ương ở cấp tỉnh, cấp huyện, trong cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, trong cơ quan đơn vị công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong <laughs> bộ máy lãnh đạo quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của đảng cộng sản việt nam nhà nước tổ chức chính trị xã hội và chúng ta gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập đấy trong biên chế em nhé trong biên chế nó giống như cán bộ trong biên chế đấy, và được hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập và đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương thì được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật đó là thầy đã trình bày cái ý đầu tiên trong câu hỏi thứ hai đó là về khái niệm cán bộ công chức Ý thứ hai trong hỏi thứ hai là chúng ta sẽ so sánh cán bộ với công chức thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta thấy là rõ đầu tiên là cái điểm giống nhau mà em nhìn thông qua hai khái niệm đầu tiên giống nhau cả cán bộ công chức nó yêu cầu đặt bộ nó phải là công dân Việt Nam đấy chúng ta thấy rất rõ công dân Việt Nam em nhớ thứ hai là phải được hưởng lương từ giống nhau được hưởng đều gì hai đối tượng này được hưởng lương từ trong ngân sách nhà nước đúng không? Là tiền thuế của dân đấy mà thấy chứ không phải như viên chức thì hưởng lương từ quỹ nương đơn vị sự nghiệp công lập Đó. thì chúng ta thấy ra rõ à, thứ ba là cái điểm giống nhau là, là đều trong biên chế chứ không phải ký hợp đồng em nha. đấy chúng ta thấy rất là rõ là có ba điểm giống nhau trong với đối tượng cán bộ công chức nó thứ nhất là đều phải là công dân Việt Nam đúng không Thứ hai là được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và thứ ba là trong biên chế thì uh, chúng ta thấy tiếp là gì uh, uh, sự khác nhau đấy là giống nhau À, khác nhau thì sao? đầu tiên là con con đường mà chúng ta để trở thành à, cán bộ công chức thì chúng ta thấy nó, nó là con đường khác nhau. chúng ta thấy với cán bộ thì con đường để trở thành cán bộ đó chính là gì là, là được bầu cử phê chuẩn bổ nhiệm để giữ chức vụ lãnh đạo theo chức danh theo nhiệm kỳ. À, chúng ta thấy rất rõ là cán bộ là người được bầu cử phê chuẩn bổ nhiệm để giữ chức vụ chức danh theo nhiệm kỳ. thế còn con đường trở thành công chức chúng ta thấy là được tuyển dụng bổ nhiệm bằng ngành chức vụ đúng không? chức danh thông qua thi tuyển em nhé, đấy, thấy rất là rõ. Với cán bộ thì chúng ta thấy được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm để giữ chức vụ, theo chức danh, theo nhiệm kỳ, em nhé. Thứ hai, thứ thấy với công chức thì được tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, vào ngạch chức vụ, chức danh thông qua thi tuyển. đấy là cái sự khác nhau đầu tiên về con đường hình thành hay con đường trở thành đấy, đúng không? Rồi thành với cán bộ thì nhắc lại là bằng thông qua được, được bầu cử, đấy, rồi phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ. À, bầu cử đây như thế nhắc lại như đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân còn phê chuẩn bổ nhiệm như thấy các cái chức danh lãnh đạo thấy là uh, như chủ tịch ban cấp huyện cấp tỉnh cấp xã chúng ta thấy rất là rõ đúng không thì qua cơ quan uh, dân cử chúng ta thấy sau đó sẽ được phê chuẩn bổ nhiệm rồi với hình thành công chức thì chúng ta thông qua việc gì hình thành con đường bằng qua được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch chức vụ uh, thông qua chức danh thông qua thi tuyển tiếp theo là sự khác nhau tiếp theo chúng ta chỉ ra được đó là tính chất công việc nhé À, tính chất công việc ở đây chúng ta thấy là với cán bộ thì gắn nhiều với hoạt động chính trị đấy. thì đảng và trong cơ đoàn đảng à, à, mặt trận đoàn thể đấy thì gắn với với hoạt động chính trị của những người có chức danh như chúng ta thấy là chủ tịch phó chủ tịch chúng ta thấy rồi ban xã phường chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ à, rất là rõ đấy, của các chức danh chủ tịch phó chủ tịch đấy chúng ta thấy rất là rõ xã phường hả? À, chủ tịch tỉnh huyện đều thấy gắn với hoạt động chính trị với công chức thì nó gắn với hoạt động công vụ em nhé khác nhau với cán bộ công chức là gắn với hoạt động công vụ và hoạt động của công chức thường là để tham mưu đúng không? tham mưu giúp việc cho cán bộ đúng không đấy vì cán bộ là sẽ là lãnh đạo còn viên chức sẽ là quản lý, công chức sẽ là quản lý đúng không đấy mang tính đặc thù như vậy công chức là gắn với hoạt động công vụ hoạt động của công chức thường là để tham mưu đúng không giúp việc cho cán bộ và làm việc thì có tính chất thường xuyên dài hạn tùy theo từng nhiệm vụ và nhiệm vụ được giao em nhé là làm việc có tính thường xuyên liên tục đấy, ổn định, ta thấy các hoạt động rất là rõ thôi, liên quan để để liên quan các thủ tục ở địa phương các cơ quan chính quyền địa phương ủy ban nhân tỉnh huyện xã hoặc là các cơ quan đảm bảo về an ninh trật tự ta thấy nó phải thường xuyên liên tục đúng không ạ như vậy à, thứ ba là sự khác nhau ta thấy rất rõ nữa là là về nơi làm việc em nhá nơi làm việc chúng ta thấy là nơi làm việc của của công chức thường là rộng hơn làm việc của cán bộ đấy, thường chúng ta thấy là đối tượng ấy sẽ nhiều hơn đông hơn đúng không công chức thì có thể làm việc trong bộ máy quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập đối tượng nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều và thấy nó rộng hơn và chúng ta thấy là cán bộ thì chúng ta thấy thời gian làm việc nó có thời hạn thôi có 5 năm đúng không và thấy có thể không được bầu tiếp thì chúng ta nó cũng hết hoặc là có thể chuyển theo kha khác à, thì chúng ta thấy rất là rõ còn công chức chúng ta thấy là làm việc suốt đời nếu chúng ta không vi phạm pháp luật à, thì chúng ta làm việc theo tuổi lao động Trước đây chúng ta thấy với nam là 60 tuổi, nữ là 5 tuổi nhưng vừa rồi luật lao động sửa đổi thì chúng ta thấy là gì? Với nam thì sẽ là 62 tuổi, với nữ là 50 à, là 60 tuổi em nhá. Đấy chúng ta thấy rất là rõ như vậy nó sự khác biệt nhau giữa cán bộ công chức viên chức thì rất mong qua câu hỏi này cũng như qua giải đáp của thầy thì các em biết nhiều bạn vẫn còn lơ mơ giữa cán bộ công chức thậm chí với viên chức đấy viên chức thì nó khác với cả cán bộ công chức là cái khác thứ nhất là chúng ta thấy là gì là nó hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập chứ không phải là theo nguyên sách nhà nước và khác nữa là gì nó làm việc theo chế độ hợp đồng hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định hạn chứ không phải theo biên chế Đấy, chúng ta thấy rất là rõ và nó là cái giống như đều là công dân Việt Nam rồi đúng không được tuyển dụng thì nó cũng gần giống như của công chức nhưng mà khác với cán bộ Đấy, chúng ta thấy rất là rõ những nội dung làm phân biệt được và đấy là ý thứ hai về so sánh cán bộ công chức với cán bộ với công chức và ví dụ thì chúng ta thấy rồi với cán bộ thì chúng ta thấy có thể liệt kê hàng loạt đấy, như đại biểu quốc hội là biểu hội đồng nhân dân đấy, theo nhiệm kỳ hoặc là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh đúng không cấp huyện cấp xã rồi bí thư đấy, các chức danh theo nhiệm kỳ đúng không thế còn các cái công chức thì thấy rất nhiều các chuyên viên của ủy ban nhân tỉnh rồi các sở thấy hay là của các phòng thuộc các huyện đấy chúng thấy hay là của ủy ban nhân dân tỉnh huyện xã đúng không nó không giữ chức vụ lãnh đạo chúng ta thấy rồi nhưng mà không theo nhiệm kỳ thì đều là công chức cả đấy hoặc là xã nó bảy chức danh này nó với chức bộ cán công chức xã đấy chúng ta thấy rất là rõ nó quy định rất là cụ thể thì chúng ta hàng loạt thể liệt kê thậm chí cao hơn là trên các bộ hay là chính phủ cũng vậy thấy liệt uh, kê ra đều có cả thì chúng ta thấy rất là dễ thôi đúng không? khi chúng ta đã học được uh, khái niệm và so sánh nhận biết được đâu là cán bộ đâu là công chức em nhé thì uh, Thầy trao đổi các em xong câu hỏi số 2. Bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi số 3 với nội dung câu hỏi như sau. Còn anh Nguyễn Văn Tuấn, cái này nó vừa gắn với lý thuyết và thực hành, thực tế. À, anh Nguyễn Văn Tuấn là cán bộ tư pháp phường A, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Thì theo luật cán bộ công chức 2008, anh Tuấn là cán bộ hay là công chức? Giải thích tại sao? em nhớ. Câu hỏi số 3 đưa ra là anh Nguyễn Văn Tuấn là cán bộ tư pháp phường A, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Theo luật cán bộ công chức 2008, thì anh Tuấn là cán bộ hay là công chức và giải thích tại sao thì nối với nội dung câu hỏi này thầy sẽ trả lời em như sau thì chúng ta phải khẳng định như sau là có thể khẳng định luôn cũng được là chúng ta thấy anh Tuấn là công chức đúng không vì bởi theo quy định tại khoản 3 điều 4 đúng không của luật cán bộ công chức thì chúng ta thấy là anh anh Tuấn này có những đặc điểm rất rõ của công chức đúng không cụ thể là công chức cấp xã luôn vì là phường xã phường mà thì cán bộ xã phường thị trấn mà người ta gọi chung là cấp xã là công dân Việt Nam được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ, đúng không ạ? trong thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, rồi bí thư, phó bí thư đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội, công chức cấp xã là công dân Việt Nam được uh, tuyển dụng uh, một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc uh, ủy ban nhân dân cấp xã trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đây là khái niệm về cán bộ. Chúng ta thấy nhá, xem ai là cán bộ thì tại sao nó thấy căn cứ. Ờ, với cán bộ xã phường à, thì chúng ta thấy sẽ là công dân việt nam được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong thường trực hội đồng dân ủy ban dân bí thư đúng không của phó bí thư đảng ủy người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội công chức cấp xã là công dân còn đấy đấy chúng thấy rất là cán bộ cấp xã đúng không Đấy là những đối tượng là ai những người bầu cử uh, theo nhiệm kỳ theo trong thường trực hội đồng dân ủy ban dân bí thư phó bí thư người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội đấy là cán bộ xã thế còn công chức xã chính là công dân việt nam đúng không đầu tiên được tuyển dụng một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc ủy ban dân cấp xã trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì qua hai khái niệm về cán bộ xã và công chức xã thì chúng thấy khẳng định anh tuấn là cán bộ tư pháp phường đúng không phường thuộc của thành phố tuy hòa thì chúng ta thấy rõ ràng là anh tuấn này được tuyển dụng để giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc ủy ban dân cấp xã đúng không ạ và nữa là trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước do vậy là anh Tuấn là công chức là khẳng định với lý lẽ đó nhá thấy nhắc lại là anh Tuấn là cán bộ tư pháp ở phường đúng không của thành phố Thị Hòa thì nó thấy là anh Tuấn ở đây được tuyển dụng với một chức danh chuyên môn nghiệp vụ của ban cấp xã đó là là là, 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 tư, là, công chức tư pháp đúng không nó nằm trong một trong bảy chức danh của công chức xã đấy nó nằm trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước và như đó chúng ta kết luận được khẳng định chắc chắn rằng anh Tuấn là công chức các em nhá với câu hỏi thứ ba nó gắn cả lý thuyết và thực tế rất nhiều dạng câu hỏi như này để chúng ta ta nắm bắt được để trả lời được các em nhá thì thì để muốn chia sẻ với các em các cái câu hỏi mang tính thực tiễn như thế nhá à, được chưa câu hỏi tiếp theo mà thầy muốn chia sẻ với với em câu 4 các em nhá đây là câu 3 thì đã giải quyết xong Câu 4 là theo quy định của luật cán bộ công chức 28 thì công chức làm việc ở những đơn vị cơ quan tổ chức nào, cơ quan tổ chức đơn vị nào. Rồi trường hợp nữa đưa ra tình huống gắn với thực lý thuyết này đó là ông B là sĩ quan quân đội nhân dân hiện đang làm việc tại tổng cục C thuộc bộ quốc phòng thì theo anh chị thì ông B có phải là công chức không và vì sao nhá thầy nhắc lại câu hỏi 4 đó là theo quy định của luật cán bộ công chức 2008 thì công chức làm việc ở những cơ quan đơn vị tổ chức nào rồi họ đưa ra cái trường hợp là ông B là sĩ quan quân đội nhân dân hiện đang làm việc tại Tổng cục C thuộc Bộ Quốc phòng. Thì theo anh chị là anh ông B này có phải là công chức hay không và vì sao? Thì nội dung này thầy sẽ trao đổi với các em như sau. Thì chúng ta thấy rất là rõ về căn cứ vào khoản 2 của điều 4 của luật cán bộ công chức thì công chức là làm việc ở các cơ quan tổ chức đơn vị sau em nhé. Ta trả lời theo khoản 2 của điều 4 của luật cán bộ công chức 8 đấy thì công chức làm việc ở các cơ quan đơn vị tổ chức sau thứ nhất là gì trong cơ quan đảng cộng sản việt nam thứ hai là trong các cơ quan nhà nước đấy, cơ quan nhà nước thầy nói có ba nhánh là lập pháp hành pháp và tư pháp thứ ba là trong các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương cấp tỉnh và cấp huyện thì chúng ta thấy rõ ràng rồi Đấy, tổ chức chính trị đây được hiểu là mặt trận tổ quốc đoàn thanh niên hội phụ nữ hội cựu chiến binh công đoàn đấy ta thấy quy định rõ trong điều 9 của hiến pháp về các tổ chức chính trị xã hội rồi thứ uh, tư đó là gì? Là những người làm việc trong các cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân, trong các cơ quan đơn vị thuộc công an nhân dân. Đấy, và gì? Và trong bộ máy lãnh đạo. Đấy, nghĩa là thứ uh, tiếp theo là chúng ta thấy là thứ năm là và trong bộ máy lãnh đạo quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà tại lấy ví dụ hiệu trưởng của trường hoặc là giám đốc bệnh viện, giám đốc các trung tâm cái ngành y tế đó, thì chúng ta thấy uh, rất rõ đúng không? Đấy là có, có những người mà làm việc năm trong các năm các cơ quan đơn vị mà thầy đã nêu đúng không một là trong các cơ quan đảng cộng sản việt nam thứ hai trong các cơ quan nhà nước thứ ba trong các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương cấp tỉnh cấp huyện thứ, đúng không Đấy, thứ tư là trong cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân trong cơ quan đơn vị thuộc công an nhân dân và thứ năm là trong bộ máy lãnh đạo quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì chúng ta thấy căn cứ như vậy thì theo quy định tại khoản 2 điều 4 của luật cán bộ công chức thì chúng ta thấy rằng là công chức thì là công dân Việt Nam, đúng không, thì uh, chúng ta uh, thấy rất là rõ ở đây, đúng không, được tuyển dụng uh, rất là rõ, qua này thì chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định được là, là ông B này không phải là công chức, đúng không, đấy thì chúng ta thấy trường hợp mà tình huống này chúng ta thấy rõ ràng là ông ông, ông B này là không phải là công chức, vì chúng ta thấy căn cứ là gì và khoản 2 điều 4 của luật cán bộ công chức ấy, thì công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng bổ nhiệm vào ngạch chức vụ chức danh trong cơ quan đảng, đoàn đảng, cộng sản, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trung ương, tỉnh, huyện, xã trong cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là gì ông H, ông B ở đây làm việc ở tổng cục C đấy đúng không à, thuộc bộ quốc phòng đó là cơ quan thuộc gì quân đội nhân dân Nhưng như ông ông B là sĩ quan Nói rõ ràng như vậy ông B không phải là công chức các em nhá chúng ta căn cứ rất rõ nội dung vào khoản 2 điều 4 để đưa ra rằng là ông B này làm việc ở tổng cục C của Bộ Quốc phòng ấy thì nó là cơ quan thuộc đơn vị thuộc gì quân đội nhân dân Việt Nam nhưng ông B là sĩ quan mà chúng ta thấy rất là rõ thì ông B này không phải là công chức nhá đấy chúng ta căn cứ để trả lời như vậy các em nhớ nhá đấy thầy nhắc đi nhắc lại rồi à, cả vận dụng các kiến thức để giúp các em nắm bắt được à, chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 5 là hoạt động công vụ là gì rồi khi thực hành công vụ cán bộ công chức phải tuân thủ nguyên tắc nào và tại sao các em nhá thì xin các em nghe những nội dung thầy hướng dẫn để chúng ta trả lời các nội dung như sau với câu hỏi số 5 thì chúng ta sẽ lêu vào như sau nhiên ta phải xác định các ý đầu tiên là khái niệm về hoạt động công vụ là gì và chúng ta khi thực hành công vụ thì cán bộ công chức phải tuân thủ các nguyên tắc nào và tại sao đấy chúng ta phải là nêu được các ý, giặc ý như vậy. Về đầu tiên về khái niệm hoạt động công vụ thì các em là nêu là theo điều 2 của luật cán bộ công chức 2008 đúng không? Quy định thì hoạt động công vụ của cán bộ công chức là gì? Là việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ công chức. Theo quy định của luật này, còn này chính là luật cán bộ công chức 2008 ấy. và các quy định khác có liên quan các em nhé. Thầy nêu lại là theo điều 2 của luật cán bộ công chức 2008 thì hoạt động công vụ của cán bộ công chức là việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn. Đấy hoạt động công vụ là của cán bộ công chức là việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ công chức theo quy định của luật này và gì các quy định khác có liên quan thì chúng ta thấy rằng đây có thể hiểu là gì hoạt động công vụ chính là hoạt động được tiến hành trên cơ sở pháp luật nhằm thực hiện chức năng của nhà nước vì lợi ích xã hội lợi ích nhà nước lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân đó chúng ta thể hiểu được đây là hoạt động công vụ chính là hoạt động được tiến hành trên cơ sở pháp luật đó, nhằm thực hiện chức năng của nhà nước vì lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân và đây là gì hoạt động có tính tổ chức cao được tiến hành thường xuyên liên tục em nhé đây là hoạt động có tính tổ chức cao được tiến hành thường xuyên liên tục à, theo trật tự pháp luật quy định trên cơ sở sử dụng quyền được nhà nước đúng không ạ và được bảo đảm bằng quyền được nhà nước thì chúng ta thấy rất là rõ và hoạt động công vụ chủ yếu thì do đội ngũ công chức thực hiện đó thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là à, ta khẳng định hoạt động công vụ là hoạt động có tính tổ chức cao được tiến hành thường xuyên liên tục uh, theo trật tự do pháp luật quy định trên cơ sở sử dụng quyền lực nhà nước đúng không ạ và được đảm bảo bằng quyền lực nhà nước và hoạt động công vụ thì chủ yếu do đội ngũ công chức thực hiện à, công vụ ở đây chúng ta đây khác nhiệm vụ ở chỗ để chúng ta hiểu nhé công vụ khác nhiệm vụ là gì công vụ là hoạt động mang tính thường xuyên liên tục em nhé công vụ khác nhiệm vụ ở chỗ là gì công vụ là hoạt động mang tính thường xuyên liên tục còn nhiệm vụ chính là gì là công việc phải làm vì mục đích nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Đó, nhiệm vụ là công việc phải làm vì một mục đích nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Thì để thi hành công vụ thì cán bộ công chức phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, đúng không ạ? Đó. Đó, để thi hành công vụ thì cán bộ công chức thì phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đó thì chúng ta thấy rất là rõ để nêu ý thứ nhất về 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 hoạt động công vụ là gì chúng ta hiểu như vậy căn cứ vào điều 2. À, phần giải thích về cách hiểu với hoạt động công vụ mà thầy đã trao đổi với các em và chúng ta cũng hiểu được là công vụ khác nhiệm vụ như thế nào chúng ta đi vào ý thứ hai đó là khi thi hành công vụ thì cán bộ công chức phải tuân thủ các nguyên tắc nào đấy thì khi thi hành công vụ cán bộ công chức phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại điều 3 của luật cán bộ công chức 2008 cụ thể gồm các nguyên tắc sau em nhá à, khi thi hành công vụ thì cán bộ công chức phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại điều 3 của luật cán bộ công chức 2008 và cụ thể gồm các nguyên tắc sau nguyên tắc thứ nhất là phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật điều này là chắc chắn rồi hiến pháp là đoạn làm gốc đúng không là căn cứ để ban hành các văn bản uh, pháp luật văn bản dưới luật nó thấy rất là rõ thứ hai là phải bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà nước quyền lợi hợp pháp của tổ chức và công dân Đấy. thứ hai là phải bảo vệ lợi ích của nhà nước của quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân nguyên tắc thứ ba là công khai minh bạch đúng thẩm quyền và qua sự kiểm tra giám sát đó, nguyên tắc thứ ba đó là, là công khai minh bạch đúng thẩm quyền và qua sự kiểm tra giám sát nguyên tắc thứ tư đó là gì là đảm bảo tính hệ thống đúng không? Ờ, thống nhất liên tục thông suốt và hiệu quả em nhé nguyên tắc thứ tư là đảm bảo tính hệ thống thống nhất liên tục thông suốt và hiệu quả nguyên tắc thứ năm đó là gì là đảm bảo thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ à, nguyên tắc thứ năm là đảm bảo tính thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ nó thấy thứ bậc đây là trên dưới chúng ta thấy rất là rõ các bậc uh, rất rõ từ trung ương đến địa phương thứ bậc này, theo mô hình chúng ta thấy trước đây là theo mô hình của uh, mark Weber chúng ta thấy rất là rõ mô hình uh, phân tầng rất là rõ từ trên xuống dưới chúng ta nhớ năm nguyên tắc khi thi hành công vụ cán uh, bộ công chức phải thực hiện đó là một là gì tuân thủ hiến pháp và pháp luật thứ hai là bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Thứ ba là công khai minh bạch đúng thẩm quyền và sự kiểm tra giám sát. Thứ tư là đảm bảo tính hệ thống, thống nhất, liên tục thông suốt và hiệu quả. Thứ năm là bảo tính thứ bậc hành chính và sự phù hợp chặt chẽ. Đấy là ý thứ hai. Ý thứ ba mà chúng ta trình bày tại sao mà chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc đó nhá thì chúng ta phải nêu được vì sao đấy. Thì chúng ta thấy là mọi công dân Việt Nam thì đều có nghĩa vụ tuân thủ hiến pháp và pháp luật em nhá mọi công dân Việt Nam thì đều có nghĩa vụ tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Đây là nghĩa vụ cơ bản của công dân. Em nhé, đây là nghĩa vụ cơ bản của công dân. cán bộ công chức là công dân Việt Nam, đúng không? Chúng ta thấy khái niệm rồi. cán bộ công chức là công dân Việt Nam nên phải cũng phải thực hiện các nghĩa vụ này khi thi hành công vụ. Em nhé. Hơn nữa cán bộ công chức là những người được bầu bổ nhiệm tuyển dụng. Đấy. Hơn nữa là cán bộ công chức là những người được bầu bổ nhiệm tuyển dụng để thực hiện công vụ đúng không ạ để thực hiện công vụ nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước đúng không ạ à, khi thực hiện các cái nhiệm vụ này à, các chức năng nhiệm vụ này thì phải dựa vào hiến pháp và pháp luật và tuyệt đối tuân thủ hiến pháp và pháp luật em nhá Đấy chúng ta thấy rõ ràng cán bộ công chức là những người được bầu bổ nhiệm tuyển dụng để thực hiện công vụ nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nước à, khi thực hiện các chức năng nhiệm vụ này thì phải dựa vào hiến pháp và pháp luật đúng không ạ tuyệt đối tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật mặt khác thì chúng ta thấy rằng hoạt động công vụ đúng không ạ được pháp luật quy định chặt chẽ đúng không ạ và trong quá trình thực hiện ở hoạt động công vụ thì cán bộ công chức phải tuyệt đối tuân thủ hiến pháp và pháp luật không có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân chúng ta thấy rằng hoạt động công vụ được pháp luật quy định chặt chẽ trong hiến pháp và pháp luật đúng không ạ chúng ta thấy rất là rõ rồi rồi chúng ta thấy do vậy cán bộ công chức là phải tuyệt đối tuân thủ hiến pháp pháp luật không có hành vi gây tổn hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân và mọi hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức liên quan đến hoạt động công vụ thì không những bị xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật mà có thể gì mà nếu mà nếu có yếu tố lợi dụng chức vụ quyền hạn để vi phạm thì còn bị xử lý nặng hơn so với công dân cùng một hành vi vi phạm em nhé mọi hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức liên quan đến hoạt động công vụ không những bị xử lý nghiêm đó mà theo pháp luật mà còn nếu mà nếu có yếu tố lợi dụng chức vụ quyền hạn để vi phạm thì sẽ bị nặng hơn so với công dân mới cùng hành vi vi phạm em nhé và nguyên tắc này thì nó đã thấy rõ ràng là gì nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ công chức đúng không thực sự là gì vô tư khách quan tận tâm trong thi hành công vụ thực sự là trở thành công bậc của nhân dân đúng không ạ đấy chúng ta thấy công bậc của nhân dân chúng ta hiểu đúng đấy, một số người giải thích là công bậc là đầy tớ theo hướng hán việt là không đúng đấy, công bậc đây chính là người phục vụ nhân dân đó thì chúng ta nhớ đến nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ công chức thực sự là gì vô tư, khách quan, tận tâm trong thi hành công vụ thực sự là trở thành công bộc của nhân dân là người phục vụ nhân dân Đấy, thấy rất rõ. Tiếp theo con thấy là gì cán bộ công chức là những người trực tiếp thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà nước mà cụ thể là thực hiện các hành vi quản lý nhà nước trong phạm vi thẩm quyền được giao. cán bộ công chức là những người trực tiếp thực hành chức năng nhiệm vụ của cơ quan của nhà nước mà cụ thể là thực hiện các hành vi quản lý nhà nước trong thẩm quyền được giao vì thế trong quá trình thực hiện công vụ, đúng không trước hết phải đảm bảo bảo vệ lợi ích của nhà nước. đó, trước hết chúng ta thấy là phải bảo vệ lợi ích nhà nước, không được làm tổn hại đến lợi ích của nhà nước cũng như quyền hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các em nhớ, thì chúng ta thấy rất là rõ là, là cán bộ công chức là phải bảo vệ lợi ích của nhà nước, không được làm tổn hại, thất thoát tài sản đấy, lợi ích của nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. và khi thi, thi hành công vụ, cán bộ công chức phải đảm bảo theo đúng thẩm quyền tức là nằm trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của mình được quy định trong luật cán bộ công chức không được làm những gì mà vượt quá khả năng thẩm quyền cho phép và đảm bảo sự công khai minh bạch thực hiện chế độ báo cáo công việc chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan thẩm quyền em nhé thứ thực hiện công vụ thì cán bộ công chức phải đảm bảo theo đúng thẩm quyền nằm trong phạm vi quyền hạn nghĩa vụ của mình ta thấy rồi pháp luật quy định rất rõ là gì công dân được làm những gì mà pháp luật gì này không cấm còn pháp luật còn cán bộ công chức làm được gì pháp luật cho phép thì chúng ta thấy nó sự giới hạn rất rõ và do vậy là cán bộ công chức này không được làm những việc mà nó quá thẩm quyền và đảm bảo sự công khai minh bạch thực hiện chế độ báo cáo công việc đúng không chịu sự giám sát của cơ quan thẩm quyền và chúng ta biết rằng quản lý nhà nước thì bao giờ cũng mang tính hệ thống đúng không và tính thống nhất cao từ trên xuống dưới chúng ta thấy rất là rõ và để đảm bảo cho cái đảm bảo tính chất này đảm bảo tính chất này, tính chất này cán bộ công chức phải có kế hoạch làm việc em nhé cụ thể thống nhất với nhiệm vụ được giao và các hoạt động công vụ khác trong tổ chức đơn vị và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức cá nhân để cùng thực hiện nhiệm vụ ở trong trường hợp mà có yêu cầu và giải quyết công việc thì theo trình tự đúng không? thông suốt đảm bảo hoạt động hiệu quả của thi hành công vụ nguyên tắc này thì đảm bảo cho các hoạt động công vụ được để thực hiện tốt đúng không tránh sự trồng chéo lạm dụng quyền đúng không và trốn tránh công vụ Ngoài ra thì chúng ta thấy để thiết lập và duy trì một cái trật tự để thống nhất đúng không? Nhất định trong quá trình quản lý thì khi thực hiện thực thi công vụ thì chúng ta thấy cán bộ công chức phải đảm bảo thứ thứ bậc hành chính nó là trình tự thủ tục uh, trình cấp trên cấp, đấy, cấp báo cáo rất là rõ trên cơ sở phối hợp chặt chẽ. Đấy thì chúng ta thấy là tại sao chúng ta phải chấp hành theo cán bộ công chức phải tuân theo các cái nguyên tắc này. Năm nguyên tắc mà thầy đã đã trao đổi với các em vì những lý do đó các em nhá. Đấy là nội dung câu hỏi số 5. À, chúng ta nắm bắt được các em rõ chưa và thầy muốn trao đổi lần lượt với các em trong cái bộ đề ôn thi và để chúng ta các em ghi nhớ và đưa vào căn cứ đưa vào và theo hướng dẫn mà thầy đã hướng dẫn cho các em về cách thức làm bài các bài thi tự luận với môn luật các em nhé và thầy đã với nội dung các em đưa vào các em nhé để đảm bảo nội dung câu hỏi ở các câu trả lời nó, nó thuyết phục nó đúng với các quy định của pháp luật Tiếp theo chúng ta đi làm câu hỏi số 6 với nội dung câu hỏi như sau. Đó là phân tích các nguyên tắc quản lý cán bộ công chức được quy định tại điều 5 của luật cán bộ công chức. Thì thầy sẽ hướng dẫn câu hỏi này với các em như sau. Thì chúng ta thấy rằng trong quá trình cản, quản lý cán bộ công chức, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải tuân theo những tư tưởng và chính chất chỉ đạo, đúng không? Đó, chúng ta thấy rất là rõ. Đó là cụ thể đấy là chính là tuân theo các nguyên tắc trong quản lý cán bộ công chức. Và nội dung quản lý cán bộ công chức này thì được quy định tại điều 5 của luật cán bộ công chức các em nhá. Đấy thì chúng ta lêu rất rõ, dẫn dắt vào đúng không? Nghĩa là trong quá trình quản lý cán bộ công chức thì các cơ quan nhà nước phải căn cứ tuân theo những tư tưởng có tính chất chỉ đạo, đúng không? Đấy đó chính là gì? Những nguyên tắc quản lý và nội dung về các quy định về nguyên tắc quản lý cán bộ công chức thì được quy định tại điều 5 của luật cán bộ công chức với các nguyên tắc như sau. Nguyên tắc thứ nhất là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý và quản lý của nhà nước thì nội dung này thì chúng ta thấy rằng là thầy đã phân tích trong cái ví dụ rồi đúng không thì chúng ta với nội dung tổng hợp như này thì chúng ta không thích quá dài như trên nữa mà chúng ta ngắn gọn thôi đúng không chúng ta biết là do cơ chế của xã hội nước ta là gì là đảng lãnh đạo nhà nước quản lý và nhân làm chủ à, hiến pháp 112 và 113 đã khẳng định rất rõ là đảng cộng sản việt nam là gì lực lượng lãnh đạo nhà nước lãnh đạo xã hội mọi hoạt động của xã hội đều đặt sự lãnh đạo của đảng đúng không và hoạt động của cán bộ công chức cũng không phải là ngoại lệ mặt khác thì nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là gì là tổ chức quyền lực chính trị công thực hiện quản lý mọi mặt của đời sống xã hội trong đó hoạt động cán bộ công chức đấy thì với nguyên tắc này chúng ta nêu là gì đảm bảo sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam quản lý của nhà nước đấy là nguyên tắc quản lý công chức đấy thì chúng ta nêu rõ là gì do cơ chế xã hội, nước ta là gì đó là đảng lãnh đạo nhà nước quản lý và như làm chủ và hiến pháp 92 và hiến pháp 12 13 là hai pháp gần nhất chúng ta thấy chúng ta có năm bản hiến pháp đúng không ạ rồi thì đã khẳng định rất rõ là đảng cộng sản việt nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước lãnh đạo xã hội mọi hoạt động của xã hội đều phải đặt sự lãnh đạo của của đảng và hoạt động của cán bộ công chức cũng không phải là ngoại lệ thì nó chi tiết như thế nào thì thầy phân tích ở câu hỏi ví dụ rồi đúng không đảm bảo lãnh đạo của đảng trong hoạt động các công chức thì xuyên suốt ra bảy nội dung như thế là lêu cho các em rồi đúng không rồi mặt khác thì chúng ta thấy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là tổ chức quyền lực chính trị công đúng không? thực hiện uh, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội trong đó hoạt động cán bộ công chức và cụ thể nó như thế nào bằng mạc, lãnh đạo đó thì đã nằm trong 8 nội dung mà thầy đã trao đổi với các em đúng không ạ à, cái câu hỏi ví dụ ấy. đúng không ạ đấy là nguyên tắc thứ nhất nguyên tắc thứ hai là kết hợp uh, giữa tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế em nhé đấy là nguyên tắc thứ hai là kết hợp uh, giữa tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế thì hoạt động của cán bộ công chức nó là nhằm thực hiện những nhiệm vụ mà nhà nước giao phó hoạt động của cán bộ công chức gì à, nhằm thực hiện những nhiệm vụ mà nước giao phó, góp phần thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước, đúng không? À, do vậy thì mỗi một chức danh đều có những tiêu chuẩn nhất định và mỗi một vị trí việc làm đều gắn với những tiêu chuẩn yêu cầu cụ thể, đúng không? Yêu cầu cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng năng lực ta thấy rất là rõ, đúng không? Và để thực hiện tốt các mục tiêu đó thì việc quản lý cán bộ công chức không chỉ thuần túy dựa trên tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế, em nhé. để thực hiện tốt các mục tiêu đó thì việc quản lý cán bộ công chức không chỉ thuần túy dựa trên tiêu chuẩn chức danh hoặc vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế mà phải kết hợp cả ba tiêu chuẩn nêu trên đúng không ạ? để có một đội ngũ cán bộ công chức tốt về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của từng vị trí công tác, em nhé. đấy chúng ta thấy là phải sự kết hợp cả ba tiêu chuẩn trên đúng không ạ? để có được một đội ngũ cán bộ công chức tốt về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của từng vị trí việc làm nguyên tắc này sẽ giúp cho việc xóa bỏ hoàn toàn cơ chế xin cho đó nguyên tắc này thì sẽ giúp cho xóa bỏ được toàn bộ cái cơ chế xin cho trong quản lý biên chế cũng như thực hiện có hiệu quả đúng mục đích công tác thi tuyển rồi thi lân ngạch đánh giá sử dụng quy hoạch đã tạo bồi dưỡng cán bộ công chức em nhé thầy nhắc lại đây là nguyên tắc này sẽ giúp cho việc xóa bỏ hoàn toàn cơ chế xin cho trong quản lý biên chế cũng như trong việc thực hiện có hiệu quả đúng mục đích công tác thi tuyển khi lồng ngạch đánh giá sử dụng quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức và việc xác định biên chế được thực hiện trên cơ sở khoa học không chỉ dựa vào nhu cầu công việc nhiệm vụ của cơ quan mà còn căn cứ vào tiêu chuẩn vị trí việc làm. Như thấy là việc xác định biên chế thì được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học không chỉ dựa vào nhu cầu công việc nhiệm vụ của cơ quan mà còn căn cứ vào tiêu chuẩn vị trí việc làm và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trên cơ sở kết hợp tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế để xây dựng nguyên tắc quản lý phù hợp với từng vị trí, nhiệm vụ và yêu cầu công việc các em nhé. Thì với các cơ quan có thẩm quyền về quản lý cán bộ công chức thì căn cứ vào căn cứ trên cơ sở kết hợp tiêu chuẩn về chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế để xây dựng các nguyên tắc quản lý phù hợp với từng vị trí việc làm, nhiệm vụ và yêu cầu công việc. Đấy là nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ ba đó là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công phân cấp rõ ràng em nhớ nguyên tắc thứ ba đó là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công phân cấp rõ ràng đó à, thì xuất phát từ yêu cầu quản lý xã hội nói chung đúng không ạ à, xuất phát từ yêu cầu của quản lý xã hội nói chung thì muốn quản lý thì phải có sự tập trung quyền lực để điều hành xã hội muốn quản lý phải có sự tập trung quyền lực để điều hành xã hội đồng thời xuất phát từ bản chất giai cấp của nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân nên là gì luôn dân chủ với nhân dân đúng không? vì thế trong quản lý cán bộ công chức phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đó chúng ta thấy rất rõ xuất phát từ yêu cầu của quản lý xã hội chung thì muốn quản lý phải có sự tập trung quyền lực để điều hành. Đồng thời xuất phát từ bản chất giai cấp của nhà nước ta, là nước của dân do dân và vì dân. Đấy, nên là dân chủ với nhân dân rất rõ đúng trong các hoạt động quản lý nhà nước. Vì thế trong quản lý cán bộ công chức thì phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Và cán bộ công chức là những người thực hiện công vụ những hoạt động thực hiện quyền lực nhà nước hoặc trực tiếp phục vụ việc thực hiện quyền lực đó đúng không nhằm thực hiện các chức năng chúng ta thấy các chức năng của nhà nước vì lợi ích xã hội lợi ích nhà nước lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân hoạt động này đòi hỏi phải sự kết hợp đúng đắn hài hòa giữa quyết định tập thể và quyết định và trách nhiệm cá nhân đúng không cán bộ công chức họ là những người gì thực hiện công vụ à, những hoạt động thực hiện quyền lực nhà nước hoặc trực tiếp phục vụ cho việc thực hiện quyền lực đó nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước vì lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân. Hoạt động này thì đòi hỏi sự kết hợp đúng đắn, hài hòa, đúng không ạ, giữa quyết định tập thể và trách nhiệm cá nhân. Mọi vấn đề về chủ trương, chính sách, đánh giá, sử dụng cán bộ, công chức sẽ do tập thể có thẩm quyền quyết định sau khi xem xét ý kiến của cơ quan có liên quan và đóng góp ý kiến của nhân dân tại cơ sở. Thấy mọi chủ trương, chính sách, đánh giá, sử dụng cán bộ công chức do tập thể có thẩm quyền quyết định sau khi xem xét ý kiến của các cơ quan có liên quan và ý kiến đóng góp của nhân dân tại cơ sở và khi thực hiện công vụ thì phải đưa ra được ra tập thể bàn bạc bà, đúng không? khi thực hiện công vụ thì phải đưa ra tập thể bàn bạc bà. tôn trọng ý kiến của mọi người trong tập thể công việc thì phải được phân công cụ thể rõ ràng tránh tình trạng trồng chéo quá nhiều người cùng làm một việc hoặc là gì không có người để làm một việc nào đó đúng không? khi thực hiện công vụ phải đưa ra tập thể bàn bạc bà tôn trọng ý kiến của mọi người trong tập thể công việc phải được phân công cụ thể rõ ràng đúng không tránh tình trạng trồng chéo quá nhiều người cùng làm một việc hoặc là không có người để làm một việc nào đó và mỗi cá nhân thì phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình đó nó thấy rất rõ đấy là nguyên tắc thứ ba nha nguyên tắc quy định rất là rõ về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công phân cấp rõ ràng nguyên tắc thứ tư đó là việc sử dụng đánh giá À, đúng không? phân loại cán bộ công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị đạo đức và năng lực thi hành công vụ em nhé việc sử dụng đánh giá phân loại cán bộ công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị đạo đức và năng lực uh, thực thi hành công vụ thì nguyên tắc này được hiểu là gì đảm bảo tính khách quan đó là một yêu cầu hết sức quan trọng trong quản lý cán bộ công chức nếu quản lý mà ý chủ quan duy trí chủ quan của cá nhân vừa đứng đầu được hạn thì rất là nguy hiểm còn thấy rằng bà bảo tính khách quan nó yêu cầu hết sức cần thiết trong quản lý cán bộ công chức thì theo đó việc đánh giá phân loại cán bộ công chức không được dựa trên những kết luận chủ quan đúng không ạ đấy theo đó thì việc phân loại đánh giá cán bộ công chức không được dựa trên những kết luận chủ quan vì những mối quan hệ cá nhân đúng không đấy mà phải dựa trên gì phẩm chất chính trị đúng không đạo đức mà năng lực thi hành công vụ của người được đánh giá nó quan trọng nhất là chúng ta phải dựa vào gì phẩm chất chính trị đạo đức năng lực thi hành công vụ của người đánh giá. Cả ba tiêu chuẩn trên thì đều được cân nhắc, xem xét hợp lý để có kết luận chính xác, tạo cơ sở cho việc bố trí công việc cũng như áp dụng chế độ khen thưởng, kỷ luật các chính sách khác đối với cán bộ công chức. Còn thấy cả ba tiêu chuẩn trên về phẩm chất chính trị, đạo đức rồi năng lực thi hành công vụ thì đều được cân nhắc, xem xét thi hành à, xem xét hợp lý để có kết luận chính xác đúng không ạ? tạo cơ sở cho việc bố trí công việc cũng như áp dụng chế độ khen thưởng kỷ luật đúng không? Và các chính sách khác đối với cán bộ công chức. Đây là nguyên tắc thứ tư. Nguyên tắc thứ năm là chúng ta thấy là gì? Đó là thực hiện bình đẳng giới các em nhá. Bình đẳng giới à, rất là rõ. Bình đẳng giới hiểu là gì? Nó xuất phát từ nguyên tắc hiến định đúng không? Trong hiến pháp đấy là mọi công dân đều có quyền bình đẳng trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội. À, bình đẳng giới trong quản lý cán bộ công chức nó là một biểu hiện cụ thể của quyền này. Theo đó thì mọi công dân không phân biệt nam nữ đều có thể tham gia gánh vác công vụ nhà nước nếu đáp ứng các yêu cầu về công vụ hoạt động công vụ, đúng không? Xuất phát từ nguyên tắc hiến định đó là mọi công dân đều có quyền bình đẳng trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội bình đẳng giới trong quản lý cán bộ công chức là một biểu hiện cụ thể của quyền này, đúng không? Bình đẳng giới đấy và theo đó thì mọi công dân không phân biệt nam nữ, đúng không? đều có thể tham gia gánh vác công việc của nhà nước nếu đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động công vụ trong bố trí công tác đánh giá cán bộ thì không có sự phân biệt nam nữ mà phải dựa vào phẩm chất chính trị năng lực của công dân em nhé ở chúng ta thấy trong tác bố trí đánh giá uh, cán bộ không được gì dựa không có sự phân biệt nam nữ mà phải dựa vào phẩm chất chính trị và năng lực thực thi công vụ và thấy rất là rõ khi thực hiện một công vụ như nhau hoạt động công vụ như nhau thì bất luận nam hay nữ thì đều có trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau đó Do vậy quyền và các chính sách đối với họ đều được áp dụng giống nhau. Mặt khác thì nhà nước ta có chính sách khuyến khích nữ công dân tham gia uh, gánh vác các công việc nhà nước đúng không ạ? Tạo điều kiện thuận lợi để họ thể hiện được năng lực, phát huy trí tuệ của mình, góp phần vào công việc quản lý nhà nước. Thì điều này chúng ta thấy có quả của hiện qua công tác chính sách cán bộ của chúng ta rất ưu tiên nữ, lãnh đạo giờ chúng ta thấy lãnh uh, đạo nữ mà thấy trong quốc hội chính là chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim Nhân cũng là nữ mà thấy và nhiều lãnh đạo khác uh, thấy các cấp các ngành ở các bí thư tỉnh ủy các chủ tịch nhiều địa phương ở các chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập Đấy, rất nhiều các vụ đánh vác công việc quan trọng đều là nữ cả mà thấy đúng không ạ thì đây là câu nội dung câu hỏi thứ sáu em nhé à, thầy đã trao đổi với em phân tích năm nguyên tắc trong quản lý công chức các công chức và thấy rất là rõ à, trong điều 5 phải hiện rõ trong điều 5 thì bây giờ xin mời các em làm tiếp vào câu hỏi số 7 câu hỏi đưa ra là gì với nội dung câu hỏi như sau nó à, là nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng, nhà nước và nhân dân cũng như quá trình thực thi công vụ được quy định tại các điều 8 và điều 9 của luật cán bộ công chức em nhé. Câu hỏi số 7 có nội dung là gì? Nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng, nhà nước và nhân dân cũng như trong quá trình thi hành công vụ được quy định tại điều 8 và điều 9 của luật cán bộ công chức. Và thì thầy sẽ hướng dẫn các em như sau. À. với nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng và nhân dân thì chúng ta thấy được đã được quy định rất rõ tại điều 8 của luật cán bộ công chức em nhá điều 8 của cán bộ công chức đã quy định rất rõ về nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng nhân nhà nước và nhân dân thì nghĩa vụ đầu tiên đó là trung thành với đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bảo vệ danh dự tổ quốc và lợi ích quốc gia đó là cái nghĩa vụ thứ nhất là trung thành nghĩa vụ thứ nhất trong nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng nhà nước và và nhân dân đấy nó là, là trung thành với đảng cộng sản việt nam rồi nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bảo vệ danh dự tổ quốc và lợi ích quốc gia thì chúng ta phân tích như sau cán bộ công chức là công dân việt nam à, chúng ta thấy rồi có mối liên hệ ràng buộc và về mặt pháp lý với nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quyền lực nhà nước thì bao trùm Nên họ đúng không ạ bảo vệ lợi ích cho họ cả trong nước cũng như nước ngoài đấy chúng ta thấy và khi được nhà nước bảo vệ công dân nói chung hay là gì cán bộ công chức nói riêng cũng phải thực hiện những nghĩa vụ của mình đúng không đối với nhà nước nên chúng ta được quyền nhà nước bảo vệ như vậy thì chúng ta thấy chúng ta phải có trách nhiệm có nghĩa vụ đối với nhà nước một trong những nghĩa vụ đó là trung thành với nhà nước đúng không bảo vệ danh dự của tổ quốc và lợi ích quốc gia không vì lợi ích cá nhân đúng không mà có hành vi chống đối nhà nước làm ảnh hưởng đến danh dự tổ quốc đúng không ạ thì chúng ta thấy là cái nguyên tắc thứ nhất là thấy là trung thành với đảng cộng sản nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bảo vệ danh dự tổ quốc và lợi ích quốc gia. Đấy, nghĩa vụ thứ hai đó là tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. thì chúng ta thấy rất là rõ đó là gì là nhà nước Việt Nam là nước của dân, do dân và vì dân. cán bộ công chức là người trực tiếp thực hiện các chức năng của nhà nước, đúng không? nên mọi hoạt động của họ đều nhằm mục đích phục vụ lợi ích của nhân dân lao động gọi ừ, là công bộc của nhân dân nên phải tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân trong quá trình thực hiện công vụ em nhé thấy rất là rõ nguyên tắc uh, lộ nhiệm vụ uh, nghĩa vụ thứ hai uh, liên quan đến uh, điều 8 về các nghĩa vụ của của cán bộ công chức đối với đảng nhà nước và nhân dân đấy ta thấy là tôn trọng nhân dân tận tụy phụ nhân dân đó là nhà nước là nêu được là nhà nước cộng hòa nhà nước việt nam là nước cộng hòa là nhà nước của dân do dân và vì dân cán bộ công chức là người trực tiếp thực hiện các chức năng của nhà nước nên mọi hoạt động của họ đều nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân đúng không ạ họ là công bậc của nhân dân nên phải tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân trong quá trình thực hiện công vụ. Cái nhiệm vụ thứ ba đó là liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. Em nhé, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. Chúng ta được hiểu đây như thế nào? Cái để thực hiện tốt cái công vụ của mình, thì cán bộ công chức không thể xa rời nhân dân. Đấy, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ là để thực hiện tốt công vụ của mình, thì cán bộ công chức không thể xa rời nhân dân. Và chúng ta thấy rõ ràng là uh, xét chung thì chúng ta thấy là uh, cán bộ công chức đều nhằm cái thực hiện là thì chức năng quản lý nhà nước vì lợi ích xã hội, vì nhà nước, quyền lợi nhà nước, quyền vận ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đấy, thấy có cái việc mà liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân thì mới ra được những quyết định làm căn cứ ra quyết định đúng đắn, khách quan, phản ánh được nhu cầu thực tế, tránh cái tình trạng quan liêu, cửa quyền, hách dịch của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện công vụ là thấy rõ ràng rồi, đúng không? để thực hiện tốt các hoạt động công vụ của mình thì cán bộ công chức không thể xa rời nhân dân. Thì chúng ta xét cùng thì chúng ta thấy là các hoạt động của cán bộ công chức trong hoạt động công vụ ấy thì đều vì để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đấy. chức năng quản lý xã hội đấy đúng không mà vì lợi ích xã hội vì lợi ích của nhà nước quyền lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân thì chúng ta thấy cái việc mà liên hệ chặt chẽ với dân lắng nghe ý kiến nhân dân nó điều rất quan trọng để giúp cho cán bộ chức ra được những quyết định đúng đắn khách quan phản ánh được nhu cầu thực tế tránh được tình trạng quan liêu cửa quyền của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện công vụ mặt khác thì chúng ta thấy rằng là gì cái việc uh, trực tiếp thực hiện chức năng của nhà nước uh, thể hiện rõ vai trò của họ thì cán bộ công chức cũng không phải là lãnh đạo của nhân dân mà ngược lại họ là người chịu giám sát người phục vụ nhân dân đúng không đấy với góc độ họ là thực hiện người thay mặt nhà nước để thực hiện các chức năng của nhà nước nhưng mà họ cũng không phải là lãnh đạo của nhân dân mà ngược lại họ là gì chịu giám sát người phục vụ nhân dân thì họ có thể bị thay thế nếu mà họ gì không đủ năng lực đúng không thực hiện công việc được giao vi phạm kỷ luật của nhà nước Kỷ luật về lao động có biểu hiện quan liêu cửa quyền vi phạm pháp luật đó là nội dung mà thầy muốn phân tích ở nghĩa vụ thứ ba đó là nghĩa vụ liên hệ chặt chẽ với nhân dân lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân nghĩa vụ thứ tư mà thể hiện trong điều 8 đó là chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước em nhé thì cái nghĩa vụ này được hiểu như sau đó là gì các bộ ông chức phải là những người được lựa chọn để thực hiện công vụ đúng không các bộ ông chức không phải đứng trên hoặc là đứng ngoài pháp luật mà phải gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nước đây cũng là một tiền đề để đảm bảo cho cán bộ công chức thực hiện tốt công nhiệm vụ của mình đấy chúng ta thấy rất rõ ở nghĩa bộ thứ tư của điều 8 ấy, đó là chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nước thì cán bộ công chức đây là những người được lựa chọn để thực hiện công vụ của mình cán bộ công chức không phải là người đứng trên hoặc là đứng ngoài pháp luật mà phải gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước đây là cũng là tiền đề để đảm bảo cho cán bộ công sức thiện tốt công việc của mình à, chúng ta đi tiếp à, về phân tích à, nghĩa vụ của điều số 9 là nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thi hành nhiệm vụ các em nhá thì khi một công dân trở thành cán bộ công chức họ là được hưởng những quyền pháp lý nhất định đúng không khi một công dân để trở thành cán bộ công chức họ sẽ được hưởng những quyền pháp lý nhất định tương đương với các quyền thì cán bộ công chức cũng phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý của mình mà một bộ phận quan trọng đó là nghĩa vụ chúng ta thấy là ở trong đó là nghĩa vụ thi hành công vụ em nhận nhá thì đứng đứng ở hưởng các quyền thì cán bộ công chức cũng phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình trong đó có nghĩa vụ thi hành nhiệm vụ em nhớ thì với những với nghĩa vụ pháp lý này nghĩa là nghĩa vụ về thi hành nhiệm vụ đó, thì cán bộ công chức bắt buộc phải thực hiện để gì công vụ được thực thi em nhớ nếu không thực hiện à, có nghĩa là gì họ đã vi phạm pháp luật Đúng không? và phải gánh phải chịu những chế tài nhất định do pháp luật quy định em nhé với nghĩa vụ pháp lý về việc mà trong thi hành công vụ thì cán bộ công chức phải bắt buộc phải thi hành để thực hiện để cho công vụ được thực thi và nếu không thực hiện có nghĩa là họ gì đã vi phạm pháp luật và phải họ phải chịu những chế tài nhất định do pháp luật quy định chúng ta thấy rõ ở điều 9 này chúng chung là cán bộ công chức thì trong thi hành công vụ thì cán bộ công chức phải có nghĩa vụ sau thứ nhất là chúng ta thấy phải thực hiện đúng, đúng không? thực hiện đúng đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao. Nhiệm vụ thứ nhất trong trong điều 9, đó là thực hiện đúng đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả à, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao. thì thấy rằng nghĩa vụ này đòi hỏi thái độ phụ cao của cán bộ công chức đối với nhà nước hiện rất rõ đòi hỏi thái độ phục vụ cao của công chức đối với nhà nước. theo đó thì cán bộ công chức phải thực hiện đúng và đầy đủ các chức trách nhiệm vụ của mình đúng không ạ cán bộ công chức phải thực hiện đúng và đầy đủ các chức trách nhiệm vụ của mình À, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc vượt quyền lạm quyền em nhá điều đó không có nghĩa là việc uh, vượt quyền lạm quyền mà phải thực hiện công vụ trong phạm vi được giao hơn hơn thế nữa thì để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ thì pháp luật buộc họ phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đó em nhé đó là nội dung về, về cái nghĩa vụ thứ nhất trong điều thứ 9 nghĩa vụ thứ hai của cán bộ công chức đó là gì trong điều chín là có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quy chế của cơ quan tổ chức đơn vị báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan tổ chức đơn vị bảo vệ bí mật nhà nước Đấy, Nhiệm nghĩa vụ thứ hai trong điều 9 đó là có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quy chế của cơ quan tổ chức đơn vị báo cáo với người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan tổ chức đơn vị bảo vệ bí mật nhà nước và để đảm bảo cho bộ máy nước hoạt động hiệu quả thì đòi hỏi mỗi cán bộ công chức phải nâng cao tinh thần tổ chức kỷ luật đúng không ạ sở dĩ như vậy thì bởi là cán bộ công chức là chính là mắt xích trong một quần máy chỉ cần một hoặc một số người trong đó vượt rào không chấp hành nội quy quy chế của cơ quan đơn vị thì nó sẽ lập tức ảnh hưởng đến tiến trình hoạt hoạt động chung hơn thế nữa thì để nâng cao tinh thần trách nhiệm phát huy khả năng tự kiểm tra giám sát của cán bộ công chức thì luật cán bộ công chức còn quy định trách nhiệm mà báo cáo của người có thẩm quyền khi phát hiện mà vi phạm của cán bộ công chức đúng không ạ Mặt khác thì do tính chất hoạt động của các bộ công chức là trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước, thực thi công vụ nên có thể liên quan đến bí mật nhà nước, đúng không? Các bộ công chức phải nhận thức rõ vai trò của mình để tránh tiết lộ bí mật nhà nước làm ảnh hưởng tới quyền lợi của quốc gia, của dân tộc cũng như quyền lợi của nhân dân. Đấy nó là nghĩa vụ thứ hai trong điều 9. Nghĩa vụ thứ ba trong điều 9 là các thấy ở đây, là việc nghĩa vụ về chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ giữ gìn đoàn kết trong cơ quan tổ chức đơn vị em nhé nghĩa vụ thứ ba trong điều 9 đó là chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ giữ gìn đoàn kết trong tổ chức cơ quan đơn vị thì chúng ta thấy rằng là gì trong tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung đúng không ạ cũng đòi hỏi về sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước với tư cách là những người được bầu cử tuyển dụng bổ nhiệm thì để trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước thi hành thực thi công vụ đương nhiên thì cán bộ công chức cũng phải có nghĩa vụ phối hợp chặt chẽ với nhau đúng không để đảm bảo cho công vụ được giải quyết nhanh chóng đúng không rốt ráo và triệt đề đồng thời thì cán bộ công chức cũng phải có những nghĩa vụ về mặt phẩm chất đạo đức đúng không thấy rất rõ như là gì không gây bè phái gây mất đoàn kết nội bộ đó chúng ta biết rồi bác hồ chúng ta đã nói là gì đoàn kết là sức mạnh đúng không thấy đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công khi một cơ quan tổ chức đơn vị mà mất đoàn kết thì nó sẽ mất đi sức mạnh tập thể đúng không ạ và tất yếu thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ quan tổ chức trong đó có thực thi công vụ đúng không? của cán bộ công chức vì thế thì chúng ta thấy rằng à, việc giữ đoàn kết nội bộ cũng tạo ra điều kiện thuận lợi cho hoạt động công vụ bảo đảm cho hoạt động thông suốt hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước cái nghĩa vụ thứ tư trong điều chín ở đây đó là nghĩa vụ về bảo vệ quản lý và sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản nhà nước được giao. Đó, nghĩa vụ thứ tư trong điều 9 nó là bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản nhà nước được giao. Thì chúng ta hiểu đây thì cán bộ công chức được tạo điều kiện và đảm bảo điều kiện về mặt vật chất để thực thi công vụ. biết rồi, cán bộ công chức thì được tạo điều kiện và đảm bảo điều kiện về mặt vật chất để thực thi công vụ. Thì những điều kiện vật chất đó nó là tài sản của nhà nước, là tiền thuế của dân đúng không? Là những tài điều kiện vật chất đó là tài sản nhà nước, là đóng góp của nhân dân thì những công bộc gọi là những cán bộ công chức đó uh, tốt của nhân dân phải là những người có nghĩa vụ bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản một cách tiết kiệm hiệu quả. Đấy những cán bộ công chức tốt, công bộc tốt của nhân dân thì phải là những người có nghĩa vụ bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản một cách tiết kiệm hiệu quả. Và chúng ta đi tiếp vào nghĩa vụ thứ 5 của điều 9, đó là chấp hành quyết định của cấp trên. Thì chúng ta cũng biết xuất phát từ nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như đảm bảo nguyên tắc phân công, phân cấp trong thi hành công vụ. Do vậy khi thi hành công vụ thì cán bộ công chức phải có nghĩa vụ chấp hành quyết định cấp trên, đúng không? Xuất phát từ nguyên tắc tập trung dân chủ trong bộ máy, tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước thì cũng như đảm bảo điều kiện về nguyên tắc phân công, phân cấp trong thi hành công vụ. Thì do vậy khi thành công vụ, cán bộ công chức phải chấp hành quyết định cấp trên. Cái nghĩa vụ này thì nhằm đảm bảo cho các quyết định trong thi hành công vụ được thực hiện đảm bảo kỷ luật kỳ cương, đúng không? Nghĩa vụ này đảm bảo cho việc quyết định trong thi hành công vụ được thực hiện đảm bảo kỷ cương. Nhưng điều đó không có nghĩa là người có nghĩa vụ thi hành quyết định phải thực hiện một cách cứng nhắc, đúng không ạ? Dập khuôn mà có quyền thể hiện ý chí của họ khi phát hiện những sai phạm trong quyết định của cấp trên. Em nhá Đấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là gì? Người có nghĩa vụ thi hành quyết định phải thực hiện một cách cứng nhắc, dập khuôn mà có quyền thể hiện ý chí của mình khi phát hiện những sai phạm trong quyết định của cấp trên. Thì khi căn cứ có những căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật đúng không thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản cho người ra quyết định đó chúng ta thấy rất là rõ là khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì sao thì phải kịp thời báo với, với người ra quyết định bằng văn bản còn trường hợp mà người ra quyết định vẫn quyết định thi hành đúng không ạ thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành đồng thời thì báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định đúng không ạ và người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình đó thì chúng ta thấy là nội dung nghĩa vụ thứ năm trong điều 9 là chấp hành quyết định của cấp c các em nhé và cuối cùng đó là các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đó thì các quy định khác nằm trong quy định của cán bộ là cán bộ công chức trong thi hành nhiệm vụ và các pháp luật khác liên quan về phòng chống tham nhũng về thực hành tiết kiệm chống lãng phí các em nhé trong hoạt động quản lý thực hiện công vụ thì đấy là nội dung trả lời câu hỏi số 7 mà thầy giải đáp cho các em liên quan đến nội dung về nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng, nhà nước và nhân dân cũng như quá trình thực thi công vụ được quy định tại điều 8 và điều 9. À, thầy đã phân tích các nội dung rất là rõ các nghĩa vụ của của điều 9 thì tôi có 6 nội dung mà thầy đã phân tích cho các em. Còn với các nghĩa vụ trong điều 8 thì chúng ta thấy là có 4 bốn nghĩa vụ nha. À, Đấy chúng ta thấy là, là tổng chung hai cái cái nghĩa vụ này thì chúng ta thấy tất cả nó có 10 em nha. Cách nhớ như vậy. Bây giờ xin mời các em chúng ta làm tiếp uh, câu hỏi số 8 các em nhá. Đó là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có những nghĩa vụ gì theo quy định của luật cán bộ công chức và giải thích các nghĩa vụ đó. Và thì xin mời các em làm tiếp mặt câu hỏi số 8 các em nhá. Uh, thì thầy sẽ trao đổi với các em câu hỏi số 8 là gì? Người đứng đầu, câu hỏi đưa ra người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có những nghĩa vụ gì theo quy định đúng không ạ? của luật cán bộ công chức giải thích các nghĩa vụ đó thì thầy sẽ nêu ra như sau nó thấy cán bộ công chức phải thực hiện những nghĩa vụ do pháp luật quy định đúng không? cán bộ công chức thì phải thực hiện những nghĩa vụ do pháp luật quy định những người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị ngoài những nhiệm vụ chung của cán bộ công chức quy định tại điều 8 điều 9 của luật cán bộ công chức mà thầy vừa trao đổi với các em đấy đúng không đấy, tất cả tổng là 10 đấy, 10 nhiệm vụ đấy trong điều 8 điều 9 thì những người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị ngoài những nghĩa vụ chung của cán bộ công chức được quy định tại điều 8 điều 9 của luật cán bộ công chức do vị trí công tác có tính chất đặc thù đúng không ạ là những người lãnh đạo của tổ chức đó nên còn có những nghĩa vụ có tính chất riêng biệt đúng không ạ đấy chúng ta thấy là họ làm nhận vai trò là người lãnh đạo với vị trí công tác tính chất đặc thù của lãnh đạo của tổ chức nên họ có những nghĩa vụ tính chất mang có tính chất riêng biệt theo đó nghĩa vụ của những người lãnh đạo gắn liền với vai trò lãnh đạo của tổ chức đúng không ạ? Ràng buộc trách nhiệm của họ với vai trò đó, đảm bảo cho công chức giữ quyền thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời tạo ra môi trường làm việc tốt để thể hiện thể chế dân chủ được thực thi. Thì theo điều 10 của luật cán bộ công chức 2008 thì người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có những nghĩa vụ sau. Đúng không ạ? Theo điều 10 của luật cán bộ công chức 2008 thì người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có những nghĩa vụ sau. Thứ nhất là chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của đơn vị các nhá. Và như thấy là thứ nhất là chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị thì cái nhiệm vụ này được hiểu như sau. Nó là gì? Là người điều hành hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị nên người đứng đầu sẽ có nghĩa vụ chỉ đạo để hoạt động cơ quan đơn vị tổ chức đi đúng hướng đúng không? Đạt được mục đích quản lý nhà nước. Đó là người điều hành hoạt động của các cơ quan tổ chức đơn vị nên người người đứng đầu của các cơ quan tổ chức đơn vị sẽ có nghĩa vụ chỉ đạo để hoạt động của các cơ quan tổ chức đơn vị này đi đúng hướng đạt được mục tiêu mục đích quản lý nhà nước tuy nhiên để nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với hoạt động lãnh đạo điều hành thì luật cán bộ công chức buộc họ phải chịu trách nhiệm cá nhân đúng không? về kết quả hoạt động của tổ chức đơn vị Đấy, tuy nhiên để nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ người lãnh đạo này đối với hoạt động lãnh đạo điều hành thì luật cán bộ công chức 2008 đã buộc họ uh, phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị mình phụ trách, đúng không Đấy là nhiệm vụ thứ nhất của người đứng đầu. nghĩa vụ thứ hai, đó là gì ạ? Là kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thi hành công vụ của cán bộ công chức. Đấy. Nhiệm vụ về kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, việc thi hành công vụ của cán bộ công chức. Thì chúng ta thấy rằng đây là những hoạt động đi đôi với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đúng không? Đấy. Cái nhiệm vụ này thực chất là gì? Là hoạt động đi đôi với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ những hoạt động cụ thể này sẽ giúp hạn chế những sai sót đúng không ạ những hành vi vi phạm thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ có kết quả hiệu quả và đồng thời giải quyết những vướng mắc mà cán bộ công chức có thể gặp khi thực hiện thi nhiệm vụ của mình em nhé cái, cái nhiệm vụ về của người đứng đầu là kiểm tra đôn đốc hướng dẫn thi hành công vụ của cán bộ công chức thì chúng ta thấy đây chính là những hoạt động đi đôi với cái việc mà chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ và những hoạt động này thì sẽ giúp cho hạn chế những sai sót, những hành vi vi phạm, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ có kết quả và hiệu quả và đồng thời giải quyết những vướng mắc mà cán bộ công chức có thể gặp phải khi thực thi nhiệm vụ của mình. Cái nghĩa vụ thứ ba của cán của người đứng đầu thì đó là gì? Là tổ chức hiện các biện pháp phòng chống, quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức đơn vị. Đó là cái nhiệm vụ thứ ba của người đứng đầu là tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống quan liêu tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc đã để xảy ra các cái hành vi quan liêu tham nhũng lãng phí trong cơ quan tổ chức đơn vị của mình thì để có được một đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất về đạo đức trình độ năng lực và tận tụy phụng dân thì chúng ta thấy rằng đòi hỏi cán bộ công chức phải là một tấm gương sáng về mọi mặt đúng không ạ để có được một đội ngũ cán bộ công chức phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực và tận tụy phụ dân thì đòi hỏi mỗi cán bộ công chức phải là một tấm gương sáng về mọi mặt thì cán bộ công chức lãnh đạo là người đứng đầu ấy, tôi thấy rõ thì phải càng phải thể hiện rõ hơn về phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn của mình Đấy, cán bộ lãnh đạo chính là người đứng đầu ấy, tôi thấy là lại càng phải thể hiện rõ về phẩm chất đạo đức năng lực uh, <laughs> chuyên môn của mình và cán bộ công chức lãnh đạo là những người được giao nhiều quyền hạn đúng không các bộ công chức lãnh đạo là những người được giao nhiều quyền hạn. Nếu không ràng buộc trách nhiệm của họ thì dễ dàng lợi dụng những quyền hạn đó được giao phó để thu lợi cá nhân, nhũng nhiễu nhân dân, quan liêu cửa quyền, làm trong hoạt động phục vụ dân của cán bộ công chức mất đi ý nghĩa thực tiễn. Chúng ta thấy rất là rõ, các em nhé. chúng ta thấy là cán bộ công chức lãnh đạo là những người được giao nhiều quyền, nhiều quyền hạn. Nếu mà không ràng buộc trách nhiệm thì họ dễ dàng lợi dụng những quyền hạn được giao phó, đúng không? Để thu lợi cá nhân, nhũng nhiễu nhân dân, quan liêu cửa quyền làm cho hoạt động của phụ dân của cán bộ công chức nói chung là mất đi ý nghĩa thực tiễn đúng không ạ và vì thế thì pháp quy định trách nhiệm đúng không ạ rất rõ buộc họ phải là những người đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở cơ sở cơ quan tổ chức thực hiện những biện pháp phòng chống những tệ nạn đó ở cơ quan đơn vị mình và chịu trách nhiệm cá nhân nếu để các tệ nạn đó xảy ra nó chúng ta thấy là cái cái ý, nghĩa vụ thứ ba của người đứng đầu là thấy cơ quan tổ chức đơn vị ở nghĩa vụ thứ tư ở đây đó là gì tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về dân chủ cơ sở văn hóa công sở trong cơ quan tổ chức đơn vị xử lý kịp thời nghiêm minh các cán bộ công chức thuộc quyền quản lý hành vi vi phạm pháp luật đúng không có thái độ uh, quan niêu hách dịch cửa quyền gây phiền hà cho công dân đúng không thì chúng ta thấy là gì là cái nghĩa vụ thứ tư của người đứng đầu ấy, hoặc là công chức lãnh đạo trong các cơ quan tổ chức đơn vị đó là tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở văn hóa công sở trong cơ quan tổ chức đơn vị xử lý kịp thời nghiêm minh các cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của hành vi vi phạm kỷ luật vi phạm pháp luật đúng không ạ có thái độ quan liêu hách dịch cửa quyền gây phiền hà cho công dân chúng ta khẳng định được đấy đây chính là nghĩa vụ cụ thể của cán bộ công chức lãnh đạo đúng không? đây chính là nghĩa vụ cụ thể của cán bộ công chức lãnh đạo nhằm thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ đó nhằm thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ cũng như thực hiện nghĩa vụ của cán bộ công chức nói chung đúng không đó. và ngoài việc tổ chức thực hiện các biện pháp uh, chống tham nhũng quan nhiêu lãng phí cán bộ công chức lãnh đạo phải có trách nhiệm xử lý các hành vi nêu trên của cán bộ công chức thuộc quyền nhằm trừng phạt những người vi phạm răn đe chung để các quy định nêu trên có tính thực tiễn thì chúng ta phải khẳng định cái nhiệm vụ thứ tư này chúng ta phải nêu rõ đây là chính là À, nghĩa vụ thứ tư này đúng không chính là nghĩa vụ cụ thể của cán bộ công chức lãnh đạo nhằm thực hiện uh, thực thi tốt nguyên tắc tập trung dân chủ cũng như các nghĩa vụ của cán bộ công chức nói chung ngoài cái việc tổ chức thực hiện các biện pháp uh, phòng chống tham nhũng quan liêu lãng phí cán bộ công chức lãnh đạo phải có trách nhiệm xử lý các hành vi nêu trên của cán bộ công chức thuộc quyền nhằm trừng phạt người vi phạm gian đe chung để các quy định nêu trên có tính thực tiễn nghĩa vụ thứ năm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức đó là giải quyết kịp thời đúng pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu loại tố cáo uh, kiến nghị của nhân dân của cá nhân tổ chức chúng ta thấy rất là rõ đúng không giải quyết kịp thời đúng pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cá nhân tổ chức thì chúng ta phải khẳng định đây chính là nghĩa vụ rất quan trọng của cán bộ công chức lãnh đạo để quyền dân chủ của nhân dân ở cơ sở được thực hiện đây là một nghĩa vụ rất quan trọng của cán bộ công chức đúng không để cho việc thực hiện quyền dân chủ nhân dân ở cơ sở thực hiện. Mà khi có các khiếu lại tố cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thì công chức lãnh đạo với chức trách, quyền hạn của mình phải giải quyết kịp thời về mặt thời gian rồi dựa vào các quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết. Trong trường hợp khiếu lại tố cáo và kiến nghị cần giải quyết không thuộc thẩm quyền của mình thì phải kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân. Đấy là nghĩa vụ thứ năm của người đứng đầu. Nghĩa vụ thứ sáu của người đứng đầu cơ quan của trương vị nó là các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật em nhá. Thì ta thấy tổng hợp ở đây là người đứng đầu các cơ quan tổ chức ấy, hoặc là công chức lãnh đạo ở đây chúng ta thấy là ngoài thực hiện tất cả 10 nhiệm vụ ở điều 8 và điều 9 thì ở điều 10 này họ thực hiện 6 nhiệm vụ, tổng hợp họ có 6 16 nhiệm vụ ta thấy. Như họ rất là nhiều quyền thì chúng ta thấy rất là rõ nhá. Thì chúng ta đang thực hiện các nghĩa vụ này. Đó là nội dung câu hỏi thứ 8 mà thầy muốn trao đổi với các em. Để chúng ta nắm bắt được trả lời làm trong bài thi các em nhá. và thì chúng ta đi tiếp ở câu hỏi số 9. và buổi hôm nay thầy sẽ giải quyết cho các em đến câu hỏi số 10. Em, à, câu hỏi số 9, và câu hỏi số 9. Buổi học sau thì chúng ta sẽ làm tiếp đến câu hỏi số từ số 10 trở đi các em nhá. Và chúng ta hoàn thành hết uh, trong buổi học tới uh, liên quan đến uh, luật cán bộ công chức để đảm bảo nội dung ôn tập cho các em. Các em nhá. Vâng. Thì thì uh, thì chúng ta sẽ, sẽ làm câu hỏi số 9 rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi học vào. hôm nay ở đây thì rất mong các em dành thời gian lắng nghe những nội dung mà thầy đã giải đáp để giúp các em nắm giữ các nội dung kiến thức câu hỏi và đây là những cái câu hỏi nằm trong bộ đề nó rất sát phù hợp với nội dung ôn tập trong giới hạn ôn tập của các địa phương cụ thể ở đây là, 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 là ở phú yên các em nhá thì chúng ta cố gắng dành thời gian học lắng nghe và chỗ nào chưa rõ chưa hiểu thì các em các em nhắn tin hỏi thầy luôn nguyên thầy ghi những cái phần thầy giải đáp thì rất là chi tiết rồi chúng ta bám sát vào những nội dung kiến thức trình bày từng dạng câu hỏi rồi chúng ta um, căn cứ vào những nội dung hướng dẫn làm bài mà thầy đã đã hướng dẫn em phần đầu các em nắm bắt nội dung để chúng ta hoàn thiện cái bài bài làm để chúng ta đạt cái điểm cao các em nhá thì bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi số 9. đó là đưa ra luật cán bộ công chức quy định như thế nào về quyền của cán bộ công chức anh chị hãy phân tích một trong các quyền đó em nhá hãy hỏi số 9 đưa ra là gì luật cán bộ công chức được quy định như thế nào về các quyền của cán bộ công chức anh chị hãy phân tích một trong các quyền đó nó sẽ lựa chọn để phân tích thì thầy sẽ làm cho các em ở câu hỏi số 9 em nhá hướng dẫn các em để các em cố gắng dành thời gian để học để ngày mai chúng ta lại học tiếp giải đáp các câu còn lại thì con thấy là chúng ta phải trao đổi như sau có gì bên cạnh các nghĩa vụ thì cán bộ công chức có những quyền được nhà nước quy định và đảm bảo thực hiện. Đây là một khái niệm để chỉ những ưu tiên đãi ngộ, những cơ hội do xã hội và nhà nước mang lại cho cán bộ công chức được thụ hưởng trong việc thực thi nhiệm vụ của họ. Đúng không? Mà thấy bên cạnh các nhiệm vụ của người ta leo ở điều 8, điều 9, điều 10 đấy. Rồi. thì cán bộ công chức ta thấy rất là rõ có quyền được nhà nước quy định và đảm bảo thực hiện. Đúng không? Đây là một khái niệm để chỉ những ưu tiên à, rất là rõ và đãi ngộ những cơ hội do xã hội và nhà nước mang lại cho cán bộ công chức được thụ hưởng do việc thực thi nhiệm vụ của mình và những cái quyền này thì nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ công chức đúng không ạ, tái sản xuất sức lao động, thực hiện tốt những rất là do cho nhà nước đúng không và nhân dân quyền của cán bộ công chức thì gắn với nhiệm vụ được giao và phương tiện, điều kiện để họ thực hiện nhiệm vụ quyền của cán bộ công chức gắn với nhiệm vụ được giao và là phương tiện, điều kiện để họ thực hiện nhiệm vụ. Đúng không? Tính thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ xuất phát từ nguyên tắc chung uh, của chế định công dân, trong đó công dân có các quyền và nghĩa vụ do hiến pháp và pháp luật quy định. Đó là thấy rất là rõ. Là tính thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ xuất phát từ nguyên tắc chung của chế định công dân, trong đó công dân có các quyền và nghĩa vụ do pháp và pháp luật quy định. Thì đối với cán bộ công chức, thì tính thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ không chỉ được thể hiện ở chỗ quyền phải tương xứng với nghĩa vụ mà quyền đồng thời với nghĩa vụ và ngược lại. Em nhé. Đối với cán bộ công chức thì tính thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ không chỉ được thể hiện ở chỗ quyền phải tương xứng với nghĩa vụ mà quyền đồng thời là nghĩa vụ và ngược lại. Nếu đối với mỗi công dân nói chung, chúng ta thấy nếu mỗi công dân nói chung thì quyền pháp lý không bắt buộc công dân phải thực hiện, đúng không? đấy nếu đối với công dân nói chung quyền pháp lý không bắt buộc công dân phải thực hiện ví dụ như ta thấy là công dân có quyền tự do kinh doanh đúng không? nếu một công dân không thực hiện quyền này thì cũng không bị coi là vi phạm pháp luật đúng không Đấy, công dân pháp luật quy định hiến pháp quy định là có quyền tự do kinh doanh mà nếu một công dân uh, mà không thực hiện quyền này thì cũng không bị là vi phạm pháp luật mà đối với cán bộ công chức thì ta thấy rằng trong trường hợp đó thì lại là do luật định thì có thể quyền được làm một việc nào đó mà không có nghĩa rằng họ muốn làm hay không đều phải do có thực hiện những nghĩa vụ phải phải làm đấy mà thấy giống như nghĩa vụ về quyền cái quyền đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính chuyên môn thấy rất là rõ em phải thấy nắm rõ điều này với cán bộ công chức thì một trong trường hợp nào đó thì do luật định thì có quyền làm một việc nào đó thì đó không phải có nghĩa vụ không phải có nghĩa là họ muốn làm hay không đúng không mà đều được có phải có nghĩa vụ phải làm ví dụ như thấy là cái quyền mà được đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ thì nói cách khác ta thấy rằng là gì quyền của cán bộ công chức đồng thời là nghĩa vụ của họ Đấy, chúng ta thấy rất rõ và đối với nhiều trường hợp cụ thể thì cán bộ công chức đúng không ạ đồng thời chúng ta thấy là một cán bộ công chức có thể tự do xét đoán đúng không chúng ta thấy rất là rõ tự do xét đoán hoặc lựa chọn phương án hành vi cụ thể nhưng phải lựa chọn cách nào sao thực hiện tốt chức trách được giao phó mặt khác chúng ta thấy là cán bộ công chức thể hiện trách nhiệm nghĩa vụ của nhà nước đối với cán bộ công chức Đấy, chúng ta thấy là sự kết hợp tương hỗ với nhau uh, trong quan hệ như vậy và chúng ta thấy liên quan à quyền của cán bộ công chức thì nó thể là điều 11, điều 12, điều 13 của luật cán bộ công chức 2008 quy định như sau, rất rõ về các quyền. Quyền thứ nhất là quyền của cán bộ công chức được đảm bảo trong điều kiện thi các điều kiện thi hành công vụ thì chúng ta thấy là nó là điều 11 Thì thứ nhất là được gì trong này nội dung chúng ta thấy gồm các quyền, trong đó nó là năm quyền đó là được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ. Thứ hai được đảm bảo trang bị, trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định pháp luật. Thứ ba là được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn được giao. Thứ tư là được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ. Thứ năm là được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ. Các em nhá. Đấy là điều 11 quy định về quyền của cán bộ công chức trong việc đảm bảo các điều kiện thi hành công vụ thì có năm quyền một là được quyền mà dỡ gắn chữ được em nhé được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ thứ hai được đảm bảo trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật thứ ba là được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn được giao thứ tư là được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn uh, nghiệp vụ đúng không ạ thứ năm là được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ điều 12 là quyền của cán bộ công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương nhé điều 12 là quyền của cán bộ công chức về tiền lương và các chế độ liên quan về tiền lương thì chúng ta thấy thứ nhất là gì đó là với tiền lương này có hai quyền rất rõ là được nhà nước bảo đảm về tiền lương tương xứng với nhiệm vụ quyền hạn được giao phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đất nước được đảm bảo về tiền lương tương xứng với nhiệm vụ quyền hạn được giao phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đất nước cán bộ công chức phải làm là bộ công chức làm việc ở miền núi vùng sâu vùng xa hải đảo đấy vùng dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong những ngành nghề có môi trường độc hại nguy hiểm thì được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật và cái quyền thứ hai về tiền lương của các bộ công chức là được hưởng tiền làm thêm giờ tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Thứ, thứ nội dung tiếp theo về quyền của cán bộ công chức về nghỉ ngơi thì quy định ở điều 13. Nó cán bộ công chức thì được nghỉ hàng năm, đúng không? Được nghỉ lễ, được nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định pháp luật về lao động, đúng không ạ? Rồi trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ thì cán bộ công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương thì còn được thanh toán thêm một khoản bằng lương và những ngành ngành mà không mình không nghỉ các em nhá đó thì chúng ta thấy rất rõ là quyền của cán bộ trước về nghỉ ngơi thì cán bộ chưa được nghỉ hàng năm đúng không hàng năm là chúng ta thấy quy định rất rõ là 10, 10 theo đoạn lao động đấy chúng ta thấy là 12 ngày à, 12 ngày đúng không và 5 năm là cộng cộng là một ngày đấy, ngày lễ nghỉ lễ chúng ta thấy các ngày lễ như là à, tết dương lịch nghỉ lễ tết đấy đúng không tết dương lịch tết âm lịch ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 10 tháng 3 và vừa rồi quốc hội thông qua thêm ngày 28 tháng 6 rồi mùng 2 tháng 9 và thấy rất là rõ rồi nghỉ các ngày giải quyết việc riêng ở trường hợp theo yêu cầu nhiệm vụ công cán bộ công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương thì còn được thanh toán một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ và chúng ta thấy nữa là là quyền 10, điều 14 quy định về các quyền khác của cán bộ công chức đúng không ạ thì chúng ta thấy giờ cán bộ công chức được đảm bảo quyền về học tập đó về nghiên cứu khoa học tham gia các hoạt động kinh tế xã hội hưởng các chính sách ưu đãi về nhà ở phương tiện đi lại chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đúng không theo quy định của pháp luật nếu bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ công vụ đấy thì được xem xét hưởng chế độ là chính sách như thương binh đúng không ạ à, hoặc là xem xét công nhận liệt sĩ và các quyền khác của pháp luật đó thì chúng ta thấy là là chúng ta thấy với cán bộ công chức được quy định về các quyền thì thể hiện rõ từ điều 11, điều 12, điều 13, điều 14 các em nhá. Thì mỗi nội dung thầy cũng đã trao đổi và phân tích à, các em. Các em lấy có nội dung là phân tích một cái quyền À, trong trong bốn quyền đó thì em có thể tự chọn hoặc là để phân tích hoặc nghe nội dung mà thầy đã trao đổi với các em để thể hiện rõ là, là cái quyền mà viên chức à, công chức được hưởng à, có thể là quyền khác của cán bộ công chức hay là quyền của cán bộ công chức về nghỉ ngơi hay là quyền của cán bộ công chức về tiền lương hoặc là quyền của công chức trong bảo đảm thi hành công vụ thì các em có thể chọn một trong các quyền đó để phân tích chi tiết các em nhé hay là thầy Hôm nay thầy đã trao đổi với các em tất cả 9 câu trong bộ đề 20 câu liên quan đến luật cán bộ công chức 2008. Thì thầy hy vọng rằng những nội dung thầy đã trao đổi với các em từ cách hướng dẫn làm một bài thi tự luận liên quan cái môn luật để chúng ta phục vụ cho kỳ thi công chức đợt tới. Các nội dung kiến thức mà thầy đã cung cấp qua 9 câu hỏi vừa qua sẽ giúp các em nắm vững kiến thức và hy vọng các em dành thời gian học tập nó và chúng ta cố gắng viết thật nhiều các nội dung ôn tập và có thể tốt nhất là các em viết và gửi cho thầy để thầy góp ý trên những cơ sở những kiến thức mà thầy đã trao đổi thì rất mong các em dành thời gian học tập và buổi ngày mai chúng ta tiếp tục nội dung ôn tập các câu hỏi tiếp theo theo của luật cán bộ công chức các văn bản được quy định khác trong giới hạn ôn tập em nhé cảm ơn các em rất nhiều chúc các em buổi chiều vui vẻ và hẹn gặp lại các em buổi học ngày mai xin cảm ơn và chào các em.